Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3721, đám người Triệu Nhã tới thượng thương. Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói không sai. Trước đó thông đạo không gian kết nối danh sư đại lục cùng thượng thương bị Khổng Sư dùng thi thể học sinh phủ kín, hơn nữa sắp đặt thành đại trận, tình huống bình thường là không cách nào thông qua. Nhưng sau khi Xuân Thu Đại Điển xuất hiện, thời không xuất hiện rối loạn, trận pháp có sơ hở, cho nên hắn có thể mượn cơ hội đi vào thượng thương, đi vào thế giới này. Chỉ cần giống như hắn nói, tìm được cửa vào, quả thực có thể lần nữa trở lại danh sư đại lục. Cổ thánh tứ trọng không chịu nổi không gian phong bạo, đối với hắn giờ phút này mà nói, đã không coi vào đâu. Cái cửa vào này, chỉ sợ không dễ dàng tìm ra như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Trước đó hỏi qua vị Khổng Sư kia, nhưng bị hắn làm lơ, nhất định là ẩn giấu ở không gian đặc thù, di khí đại lục lớn như vậy, muốn tìm được, nào có dễ dàng như vậy. Ở vị trí thượng thương là không dễ dàng tìm kiếm, nhưng ở danh sư đại lục, thiếu gia hẳn phải biết ha. Một thần cười cười. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Ngay ở trong côn hư cảnh. Một thần nói. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp câu thông dung hoàng, chỉ cần hắn có thể ở vị trí kia tế tự, người bên này liền có thể cảm nhận được lực lượng triệu hoán, từ đó tìm tới cửa vào, lần nữa trở về. Không sai. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không hổ là thần dung hoàng, nhân vật thiên tài của dị linh tộc, đây chính là biện pháp tốt nhất. Còn làm sao câu thông dung hoàng hạ giới, cũng không khó khăn, Trục Tinh Cung hẳn có con đường đặc thù. Trương Huyền gật đầu, gọi Giang Giao trưởng lão cùng Triệu Nguyệt đại trưởng lão tới. Chúng ta có phương pháp truyền tin tức cho hạ giới, không cần tế đàn, nhưng chỉ có thể truyền tin tức, mặt khác không làm được. Nghe rõ mục đích của tông chủ, Triệu Nguyệt đại trưởng lão nói. Đây là tin tức ta muốn truyền, người nghĩ biện pháp truyền cho dung hoàng đương đại, để hắn một tháng sau tiến hành tế tự. Ngón tay điểm ra, một đạo ý niệm truyền lại. Triệu Nguyệt đại trưởng lão đáp ứng. Ta đi làm ngay. Trục Tinh Cung cùng dị linh tộc ở danh sư đại lục, thường xuyên truyền qua lại tin tức, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đồng bộ tế tự, để Lạc Nhược Hy thành công xuyên qua. Đi thôi. An bài xong đối phương, Trương Huyền gọi Ngột Thần đi. Đi đâu? Ngột Thần sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền nói, thời điểm ta xuất hiện ở phạm vi Lăng Vân Kiếm Các, chắc hẳn vị trí thông đạo cách không xa, một khi dung hoàng tế tự, chúng ta cũng có thể nhanh chút chạy trở về. Mặc dù không xác định vị trí cụ thể của thông đạo, nhưng sau khi hắn đi vào thượng thương, là ở Huyền Giang Thành của Lăng Vân Kiếm Các, đoán không sai, thông đạo hẳn cách không xa. Nếu không cũng không có khả năng bị Thiện Hiểu Thiên cứu. Mang Giao Long và Cửu Đầu Hỏa Phượng Thú theo trên người. Mặt khác rất nhiều tiên thú đều lưu lại Trục Tinh Cung, ngộ nhỡ Khổng Sư giả tới, những người này phối hợp trận pháp tông môn cũng có thể ngăn cản một thời gian. Làm xong tất cả, Trương Huyền cùng một thần ngồi Giao Long cấp tốc bay về Lăng Vân Kiếm Các. Giao Long cùng Cửu Đầu Hỏa Phượng Thú đều đạt đến ngụy thần, vốn am hiểu tốc độ, toàn lực phi hành, so với mình phi hành nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng 3 ngày, là đến phạm vi của Lăng Vân Kiếm Các. Lúc trước Trương Huyền từ nơi này đi tới Trục Tinh Cung, tiếp cận 20 ngày, giờ phút này chỉ dùng 3 ngày, tốc độ của tiên thú ngụy thần cảnh quả nhiên đáng sợ. Đây là Huyền Giang Thành. Thu Giao Long về túi thú sủng, Trương Huyền cùng một thần che giấu tu vi, rơi vào trên đường phố rộng rãi của Huyền Giang Thành. Giống như một tháng trước, không có biến hóa quá lớn, tất cả như trước, Lăng Vân Kiếm Các phái tới thành chủ mới, đám người Tiết Cầm cũng nhận lấy trừng phạt đáng nhận. Nghe nói không, Thiện Hiểu Thiên và bằng hữu hắn cùng một chỗ đi vào tông môn. Thật giống như tên Trương Huyền. Người ý tứ, vị bằng hữu này của hắn, thành tông chủ của Lăng Vân Kiếm Các, Trục Tinh Cung, Vạn Thú Môn, Thất Tinh Lâu. Đúng vậy, em vợ ta ở Lăng Vân Kiếm Các làm đệ tử tạp dịch, hôm qua ta ở Thông Thần Điện nhìn thấy hắn, chính miệng nói. Tông chủ của bọn họ chính là vị này. Chừng 20 tuổi, liền thành tông chủ 4 tông, vận khí của Thiện Hiểu Thiên làm sao tốt như vậy. Còn phải nói, nghe nói đã bái sư. Tùy ý cứu người, liền thành tông chủ 4 tông, vận khí quá tốt, ta cũng muốn đi ra ngoài cứu người. Nói đến cứu người, Trương Viên Ngoại ở bên cạnh nhà ta, thật đúng là cứu mấy cái, đều không đến 20, 4 nữ hài, cực kỳ xinh đẹp, còn có 5 thanh niên, từng cái oai hùng bất phàm. Thời điểm cứu cũng lâm vào hôn mê. Thật có người hôn mê, tu vi có cao hay không? Này thì không biết, nghe nói thương thế rất nặng,
không có tu vi gì. Đã mấy ngày, cụ thể ta cũng không biết. Tuy biết rõ, những người này không có khả năng có thiên tư cùng năng lực như Trương Huyền tông chủ, nhưng ít ra cũng coi như một cơ hội, xem ra ta cũng phải ra ngoài một chút, không thể một mực đợi ở nhà. Đúng vậy, ở trong nhà là không có tiền đồ. Xung quanh vang lên âm thanh thảo luận. Trương Huyền mỉm cười. Bản thân vừa lên làm tông chủ bốn tông không đến 10 ngày, vậy mà đã truyền khắp toàn bộ đại lục, ngay cả chỗ thật xa cũng biết. Thiếu gia, chúng ta đi đâu tìm? Không để ý tới những nghị luận này, Ngột Thần hỏi. Vị trước mắt này, dường như vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể trở thành trung tâm chủ đề của tất cả mọi người. Danh sư đại lục như vậy, thượng thương cũng như vậy. Trước đừng có gấp, ta để Triệu Nguyệt đại trưởng lão đưa tin, một tháng sau tế tự, thời gian hẳn không sai biệt lắm, chúng ta trước tìm một chỗ an tĩnh, sắp đặt trận pháp cảm ứng tế đàn, có lẽ có thể tìm được. Trương Huyền nói. Danh sư đại lục cùng thượng thương có thời gian chênh lệch gấp 10 lần, làm cho đối phương một tháng sau tế tự, ở đây chẳng qua 3 ngày, thời gian vừa vặn. Liền đi bên kia. Nhìn quanh một vòng, Ngột Thần chỉ một bên. Trương Huyền gật đầu. Huyền Giang Thành, có sông lớn chảy qua, cũng có sơn mạch đứng sừng sững. Rời khỏi thành thị, đi vào trên ngọn núi, Trương Huyền vẫy bàn tay một cái, vô số trận kỳ bay ra, rơi vào mặt đất. Loại trận pháp cảm ứng này, là hắn trên đường tới chuyên môn thiết kế, giống như tháp thu tín hiệu kiếp trước, có thể tiếp nhận tế tự sinh ra lực lượng, hơn nữa xác nhận phương hướng, so với đám người mình mù quáng tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bố trí tốt trận pháp, lấy ra một trường mâu cắm ở chính giữa, đồng thời ở phía trên buộc lại một cái dây đỏ. Bàn chân đạp một bước, trận pháp vận chuyển. Dây đỏ rủ xuống, không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ a, tế tự hẳn còn chưa bắt đầu. Trương Huyền liếc mắt nhìn, nói. Tế tự không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, cho dù ở danh sư đại lục, duy trì liên tục 3 ngày, thượng thương cũng không đến 4 canh giờ mà thôi. Chỉ có vừa đúng, mới có thể bắt giữ được lực lượng của đối phương, từ đó tìm tới vị trí chuẩn xác của thông đạo. Yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, mỗi người tu luyện, Trương Huyền tiếp tục cân nhắc công pháp đột phá ngụy thần. Huyền Giang Thành, trong một phủ đệ rộng lớn, một nữ tử dáng vẻ uyển chuyển từ từ mở mắt. Vị cô nương này, người đã tỉnh. Một người hầu đi vào trước mặt. Đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Nữ tử nhíu mày, vùng vẫy một hồi, nhìn lại. Bốn phía. Sân nhỏ trước mắt vô cùng lạ lẫm, cùng trước kia thấy qua hoàn toàn khác biệt. Đây là Huyền Giang Thành, là lão gia nhà chúng ta, Trương Viên ngoại cứu bọn ngươi về. Người hầu vội nói. Các ngươi. Nữ tử sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Những người đi cùng ta, các ngươi có gặp không? Cùng ngươi có tất cả 8 người, đều hôn mê, được an bài ở nơi này. Người hầu gật đầu. 8 cái, quá tốt rồi. Nữ tử thở phào nhẹ nhõm, giãy giụa đứng dậy. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Cái này. Thấy nàng kiên trì, người hầu chần chờ một chút, vẫn gật đầu, đi đầu dẫn đường, vừa đi ra gian phòng, ngay sau đó nhìn thấy 8 người trọng thương hôn mê đều tỉnh lại, đều đến trong sân. Sư tỷ, nhìn thấy nữ tử, đám người đồng thời ôm quyền. Ngồi xuống trước đã. Nữ tử gật đầu nói một tiếng, mọi người ở trong viện ngồi xuống. Đều không sao liền tốt, có điều thương thế có chút nghiêm trọng, vừa rồi ta dò xét thoáng cái, trong cơ thể có dấu vết không gian xé rách, không có mấy năm, rất khó khôi phục. Nữ tử nói, ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. 8 người còn lại, mỗi người kiểm tra một phen, đồng thời nói. Thương thế lần này, so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều, cho dù nơi này linh khí đầy đủ, không có mấy năm, muốn triệt để khôi phục là không thể nào làm được. Một năm trước, lão sư lẻ loi một mình đi vào thượng thương, đoán chừng cũng bị thương thế đồng dạng, không biết hiện tại xong chưa, nên đi chỗ nào tìm hắn. Biết tình huống thân thể, một lát sau, ánh mắt nữ tử lộ ra lo lắng. Lão sư người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Trong đám người, một nữ tử khác nói. Đúng vậy, lão sư cát nhân thiên tướng. Nữ tử đi đầu gật đầu. Không đúng, tốc độ thời gian của thế giới này trôi qua, thật giống khác biệt danh sư đại lục. Đột nhiên, trong đám người, một thanh niên nhíu mày mở miệng nói. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đám người đều sững sờ. Vị trước mắt này, lực lượng huyết mạch chính là thời gian, đối với thời gian lưu tốc có mẫn cảm tự nhiên. Chờ một lát. Ta tính toán một chút.
Thanh niên chậm rãi nhắm mắt lại, qua 3 phút mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Cùng danh sư đại lục chênh lệch gấp 10 lần, cũng là nói, nơi này một ngày, danh sư đại lục 10 ngày. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra 9 người này, đúng là 9 vị chân truyền của hắn ở danh sư đại lục. Triệu Nhã, Lưu Dương, Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Viên Đào, Lộ Sung, Ngụy Như Yên, Trương Cửu Tiêu cùng Khổng Thi Giao. Trương Huyền đi vào thượng thương, mới hơn một tháng thời gian, mà danh sư đại lục, đã qua hơn một năm. Thời gian lâu như vậy, tất cả đều tu luyện đến cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá, lâu như vậy, lão sư tin tức hoàn toàn không có, rơi vào đường cùng, tập trung đến côn hư cảnh, tìm Khổng Thi Giao, cùng một chỗ đi vào thông đạo, đến nơi này. Nữ hài được xưng sư tỷ là Triệu Nhã, phát giác thượng thương cùng danh sư đại lục có thời gian chênh lệch, là Trương Cửu Tiêu. Gấp 10 lần, ý của ngươi là nói, lão sư mới đi đến nơi này hơn một tháng. Ánh mắt Triệu Nhã sáng lên. Thời gian ngắn như vậy, có lẽ lão sư giống như chúng ta, thương thế chưa tốt, thậm chí có thể ở trong Huyền Giang Thành. Hết chương 3721. Chương 3722. Huyền Giang Hà. Thiên phú của lão sư, bọn họ đều biết, nếu như là một năm thời gian, hoặc càng lâu, thương thế khẳng định sớm đã tốt đẹp, thậm chí xông ra một ít thành tựu, nhưng chỉ có tầm một tháng, đoán chừng giống như bọn họ, vẫn bị vây ở Huyền Giang Thành, không cách nào rời khỏi. Dù sao đây là thế giới hoàn toàn mới, cổ thánh tứ trọng ở danh sư đại lục có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở đây, cái gì cũng không tính. Tìm người hỏi một chút. Nghĩ đến điểm này, Triệu Nhã nhìn về phía người hầu cách đó không xa. Còn xin làm phiền gặp chủ nhân của các ngươi một chút, biểu thị lòng cảm kích của sư huynh muội chúng ta. Vâng. Người hầu lui xuống, thời gian không dài, một trung niên đi nhanh tới, tràn đầy kinh ngạc. Chư vị thương thế nặng như vậy, vậy mà đã thức tỉnh. Mặc dù hắn không am hiểu y thuật, nhưng y sư trong phủ chuyên môn nhìn qua, dưới tình huống bình thường, mấy người bị thương, không có mấy tháng thời gian, tỉnh lại rất khó, lúc này mới mấy ngày, vậy mà tất cả đều tỉnh táo lại, tu vi chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cũng giống như Thiện Hiểu Thiên, vận khí tới. Cảm ơn ân cứu mạng của Trương viên ngoại. Sư huynh muội đồng thời đứng dậy ôm quyền. Khách khí, tiện tay mà thôi, không có gì. Trương viên ngoại cười ha ha. Hàn huyên vài câu, Triệu Nhã cũng không che giấu, mở miệng hỏi. Sư huynh muội chúng ta bị thương nghiêm trọng, đều có chút không nhớ rõ, không biết Huyền Giang Thành này, thuộc về địa phương nào, có danh sư đường hay không? Danh sư đường. Trương viên ngoại mở chừng hai mắt. Chưa từng nghe qua. Dừng lại một chút lại nói. Huyền Giang Thành thuộc về một trong 6 đại tông môn, do Lăng Vân Kiếm các quản lý. 6 đại tông môn. Thiên hạ hết thảy có 6 đại tông môn, theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm các. Trương viên ngoại tỉ mỉ giới thiệu. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra đây chính là thượng thương, cùng danh sư đại lục hoàn toàn khác biệt, thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nói đến 6 đại tông môn, trước mấy ngày vừa phát sinh một sự tình khiếp sợ thiên hạ. Càng trò chuyện càng nhiều, Trương viên ngoại cũng có hào hứng nói. Vạn thú môn tân nhiệm tông chủ, kêu Trịnh Dương, các ngươi có từng nghe qua chưa? Trịnh Dương. Đám người sững sờ, 8 người còn lại đồng loạt nhìn về phía thanh niên ở giữa. Cùng ta trùng tên. Trịnh Dương xấu hổ. Ngươi cũng kêu Trịnh Dương. Trương viên ngoại sửng sốt, sau đó nhịn không được cười lên. Thiên hạ cùng tên rất nhiều người, không cần khẩn trương. Toàn bộ đại lục. Kêu Trịnh Dương đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn, trùng tên, rất bình thường. Đúng vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trịnh Dương gật đầu. Thật ra thì trùng tên không tính là gì, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đường đường một trong 6 đại tông môn vạn thú môn môn chủ, cường giả siêu tuyệt như vậy, vậy mà tên giống hắn. Muốn nói tên trùng nhiều người, Thất Tinh Lâu tân nhiệm tông chủ, khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Trương viên ngoại cười nói. Chẳng lẽ tên so với Trịnh Dương càng bình thường, hay tên khó nghe hơn? Lưu Dương hứng thú, nhìn về phía Trịnh Dương, ánh mắt lộ ra mùi vị chế nhạo. À, kêu Lưu Dương. Trương viên ngoại cười nói. Lưu Dương. Thấy ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người thanh niên này, Trương viên ngoại cũng cảm giác được không đúng, nghi ngờ nhìn qua nói. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái tên này tầm thường, khó nghe sao? Muốn ta nói. So với cái tên Trịnh Dương còn khó nghe hơn mấy lần.
Đương nhiên Trịnh huynh, ta không phải nói tên ngươi không dễ nghe, chỉ là cảm khái một chút. Mặt Lưu Dương đen nhánh. Cái kia, ta cũng kêu Lưu Dương. Ra mặt co lại, Trương Viên ngoại ngẩn ngơ, chẳng lẽ cứu một tổ cùng tên với tông chủ. Trần Trừ phút chốc, thử dò xét nói. Vậy trong các ngươi có người kêu Trương Huyền không? Ngươi, biết Trương Huyền. Triệu Nhã sửng sốt. Đúng vậy, Di Khí Đại Lục, người nào không biết cái tên này? Trương Viên ngoại gật đầu nói. Hắn là tông chủ của Lăng Vân Kiếm Các chúng ta. Tông chủ Lăng Vân Kiếm Các. Lần này đến phiên đám người Triệu Nhã ngây dại. Có thể trùng tên hay không? Lão sư vừa đến nơi đây, chẳng qua hơn một tháng thời gian, làm sao có thể trở thành tông chủ của Lăng Vân Kiếm Các? Có thể lên làm tông chủ, tu vi ít nhất cũng phải đến tiên quân đỉnh phong. Vừa rồi thời điểm hàn huyên, Trương Viên ngoại nói đẳng cấp tu luyện một chút, ngụy thần cảnh, tuy không biết, nhưng hư tiên, chân tiên, tiên quân. Ba đại cảnh giới nói rất rõ ràng. Có thể trở thành chủ nhân một tông, tu vi kém cỏi nhất đoán chừng cũng đạt tới tiên quân đỉnh phong, lão sư bất quá đi lên một tháng, thương thế còn không biết có khỏe hay không a. Triệu Nhã hỏi. Vị Trương Huyền tông chủ này, hình dáng như thế nào, người có biết hay không? Thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, nói đến cũng có duyên với Huyền Giang thành chúng ta, hơn một tháng trước bị thương, được Thiện Hiểu Thiên cứu về, sau đó lắc mình biến hóa thành tông chủ Lăng Vân Kiếm Các. Nói đến sự tích của Trương Huyền, Trương Viên ngoại tràn đầy tôn sùng. Không chỉ như vậy, mới vừa rồi cùng các ngươi nói, Lưu Dương tông chủ, Trịnh Dương tông chủ. Thật ra thì đều là một mình hắn ngụy trang, là hắn dùng tên giả. Nói cách khác, hắn lúc này thân kiêm tông chủ bốn đại tông môn Lăng Vân Kiếm Các, Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn, Trục Tinh Cung, gọi là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Tông chủ bốn tông, thiên hạ đệ nhất nhân. Ra mặt co rúm, đám người Triệu Nhã nắm tóc, Viên Đào thậm chí cắn đầu lưỡi cũng không phát hiện. Lúc này ngu nữ cũng xác nhận, Trương Huyền trong miệng đối phương khẳng định là lão sư của bọn họ, tuyệt đối không phải trùng tên. Trùng tên, trùng một cái thì cũng thôi đi, luôn không có khả năng ngụy trang tên, cũng cùng bọn hắn tương đồng a. Mới vừa rồi còn nghĩ, lão sư mới đến hơn một tháng, thương thế chưa chắc có thể triệt để khôi phục, nghe được tin tức này. Trái tim đều run rẩy. Cái tốc độ tu luyện này, quá nghịch thiên đi. Một tháng, từ cổ thánh tứ trọng, đột phá hư tiên, chân tiên, đi đến tiên quân đỉnh phong, càng là một người thống nhất bốn đại tông môn. Biến thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lão sư vẫn là lão sư, vẫn là tồn tại để cho người ta ngước nhìn. Các ngươi nhận thức, vị Trương tông chủ này. Thấy mọi người từng cái biểu lộ ngây người, Trương Viên ngoại ý thức được không đúng, nghi ngờ nhìn lại. Triệu Nhã cười khổ. Nào chỉ nhận thức, nếu như đoán không sai, hắn hẳn là lão sư của chúng ta. Lão sư. Trương Viên ngoại ngây người. Khả năng còn phải làm phiền Trương Viên ngoại, đưa chúng ta đến Lăng Vân Kiếm Các. Lại hỏi thăm rất lâu, biết Trương Huyền trong miệng đối phương quả thực là thầy của bọn hắn, Triệu Nhã nói. Cái này dễ dàng, ta lập tức đi làm. Trương Viên ngoại vội vã rời khỏi. Nếu như đối phương nói là thật, bọn họ thật sự là đệ tử thân truyền của Trương Huyền tông chủ, hắn làm ân nhân cứu mạng, khẳng định nước lên thì thuyền lên, thuận buồm xuôi gió. Ngồi ở trên đỉnh núi, chờ nửa canh giờ, quả nhiên thấy dây đỏ bay lên, chỉ một phương hướng. Trương Huyền đứng dậy. Dây đỏ chỉ phương hướng, lại là Huyền Giang Hà. Khó trách không phát hiện được vị trí cửa vào. Trước đó, hắn từng hỏi thăm qua Thiện Hiểu Thiên, từ nơi nào cứu hắn, lần này tới, cũng chuyên môn chú ý qua chỗ kia, kết quả không hề phát hiện thứ gì, náo loạn nửa ngày, vậy mà ở trong Huyền Giang Hà. Sông này vô cùng rộng lớn. Nếu quả thật có trận pháp sắp đặt ở bên trong, cho dù là Lăng Vân Kiếm Các cũng rất khó phát hiện. Dù sao dòng nước rất dễ dàng che giấu sóng linh khí. Thu trận kỳ và trường mâu vào chữ vật giới chỉ, Trương Huyền mang theo một thần bay đi. Đi vào dòng sông, thẳng tắp hạ xuống. Huyền Giang Hà cực sâu, chừng hơn 100 mét, rất nhanh tới đến lòng sông, Trương Huyền nhíu mày. Căn cứ quan sát của hắn, trong phạm vi mấy trăm cây số, tất cả như thường, không có gì khác nhau. Thiếu gia, Ngột Thần cũng không nhìn ra cái gì, nghi ngờ nhìn qua. Chẳng lẽ vừa rồi trận pháp sai, thông đạo không ở đây? Đừng có gấp. Trần chờ một chút, một giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái. Bù. Một tiếng kêu khẽ, lòng sông nguyên bản tràn đầy đất cát cùng nước bùn, lập tức sóng gió nổi lên,
một cửa đá không lớn xuất hiện ở trước mắt. Đi tới, Trương Huyền nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa đá rền vang mở ra, một lối đi tối thui xuất hiện ở phía trước. Trương Huyền đi vào trước, thấy Ngột Thần tràn đầy không hiểu, cười nói. Cái lối đi này, đối diện là Khổng Sư phong ấn, bên này vì phòng ngừa chân khí thủy ngân tiết lộ, khẳng định cũng làm thủ đoạn đối ứng, máu của ta, tuy khác Khổng Sư, nhưng đều là thiên nhận danh sư, có tính chất nhất định. Cho nên dùng huyết dịch của ta, có thể kích hoạt phong ấn ẩn tàng, nếu không đơn thuần tìm, khẳng định không cách nào tìm được. Thật ra thì không phải thiên nhận danh sư, mà là trong cơ thể đều nắm giữ một bộ phận thiên đạo. Chỉ bất quá đối mặt Ngột Thần, không muốn tiết lộ mà thôi. Ngột Thần bừng tỉnh hiểu ra. Dọc theo thông đạo chậm rãi xuống dưới, thời gian không dài, nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn, bên trong có 7-8 hộ vệ cổ thánh tứ trọng đang uống rượu. Tông chủ phái chúng ta đến nơi này, khác nào giam giữ a? Thực sự quá nhàm chán. Nghe nói đối diện là một thế giới khác, người chỗ đó tu vi đều rất thấp. Là rất thấp, nhưng đối diện bị phong ấn, căn bản không thể vào. Vừa uống rượu vừa nói. Những người này hẳn là, Khổng Sư, phái tới. Nghe được đối thoại của bọn họ, bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên. Còn không có phản ứng lại, mấy người liền biến thành tro bụi. Thủ ở chỗ này, mặc dù là vâng lệnh, nhưng đối với chư tử Bách Gia mà nói, trước sau là tai họa ngầm to lớn, giữ lại, tiết lộ hành tung, còn không bằng giết. Cổ thánh tứ trọng mà thôi, dựa vào thực lực bây giờ, chỉ cần động thủ, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chính giữa đại sảnh, là vòng xoáy khổng lồ, từng đạo linh khí thủy ngân bị thôn phệ vào, không biết đến nơi nào. Trên cánh cửa điêu khắc hoa văn đặc thù, nhìn kỹ lại, có phần giống tế đàn của Trúc Tinh Cung. Xem ra thời điểm Khổng Sư xây dựng lối đi này, lo lắng sẽ có người ngăn ở cửa động. Cho nên từ nơi này đi ra, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Huyền Giang Thành, mà không phải ở nơi này. Nhìn một chút, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Hết chương 3722. Chương 3723. Trở lại danh sư đại lục. Những đường vân này, có bí ẩn truyền tống ở bên trong, thoạt nhìn là lối ra, trên thực tế thật muốn có người tới, sẽ lặng yên không tiếng động bị truyền tống đến địa phương tùy ý ở Huyền Giang Thành. Nếu không, lúc trước bản thân tới, bị thương hôn mê, gặp được những người này, đoán chừng căn bản sống không nổi. Chỉ là, nơi này bí ẩn như vậy, trừ Khổng Sư cùng huyết dịch của ta thì không cách nào kích hoạt, Ngụy Thần cũng không phát hiện được, làm như vậy là để phòng ai. Trương Huyền càng ngày càng hồ đồ. Muốn nói tới thông đạo bí ẩn, coi như ở Thượng Thương, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, Khổng Sư lưu lại, khẳng định là không nguyện ý bị người phát giác, từ đó xuất hiện biến cố. Đã như vậy, vì sao vị Khổng Sư này lại muốn phái người thủ ở chỗ này, đối với người danh sư đại lục, không có một chút thân thiện? Mấu chốt nhất là, để cho người ta thủ ở đây, là không biết ý tứ của những trận văn này, hay không biết rõ người từ bên trong tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Khả năng ngoan nhân nói là thật, đây là Khổng Sư giả. Trước đó, ngoan nhân nói như vậy, hắn còn có chút lo nghĩ, hiện tại đã cảm thấy có phần đạo lý. Nếu như là thực, không có khả năng vật bản thân lưu lại, lại không biết tình huống, trừ khi giống như tiểu hoàng kê, mất trí nhớ. Nói đến tiểu hoàng kê, lần nữa tràn đầy bất đắc dĩ, cho nó nuốt khí lưu đặc thù ở trên thông thiên kiều, kết quả không cách nào đột phá đến Ngụy Thần. Đủ loại phương pháp, thử không dưới mấy trăm loại. Tên này đến cùng làm sao mới có thể đột phá, bản thân cũng không hiểu nổi. Tu vi áp chế đến cổ thánh tứ trọng, đi vào đi. Xác nhận thông đạo hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có tổn thương quá lớn, Trương Huyền vận chuyển lệnh bài ngụy trang, đồng thời áp chế tu vi lại. Danh sư đại lục có thể tiếp nhận cực hạn, là cổ thánh tứ trọng, đổi lại tiên quân, ngụy thần khác, cho dù đè thấp tu vi, thực lực bản thân còn đó, vẫn sẽ bị thế giới bài xích, chưa hẳn có thể tiến vào bên trong. Nhưng Trương Huyền và Ngột Thần đều nắm giữ lệnh bài ngụy trang của Lạc Nhược Hy, ngụy trang thành cổ thánh tứ trọng, thiên đạo của danh sư đại lục cũng không thể nhận ra, đủ để lấy giả đánh cháo. Lúc trước Lạc Nhược Hy chính là như vậy tiến vào, về sau cướp đoạt Xuân Thu Đại Điển, tiết lộ khí tức, bị thiên đạo bài xích ra ngoài, rời đi danh sư đại lục. Đi vào thông đạo, quả nhiên thấy không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, đủ loại không gian phong bạo đập vào mặt, tựa như muốn xé người thành mảnh nhỏ. Đổi lại cổ thánh tứ trọng chân chính, chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy ý thức, rơi vào hôn mê, nhưng lúc này hai người, ở Thượng Thương cũng thuộc về tu vi đứng đầu nhất, tu vi giảm thấp xuống,
nhưng tinh thần lực và thân thể vẫn còn, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại phong bạo xâm nhập. Tốc độ cực nhanh, trước đó dùng nửa tháng mới đi xong thông đạo, giờ phút này chưa tới một canh giờ, là đến cuối cùng. Một quan tài to lớn yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, phủ kín bốn phía không gian, để nó tựa như nhất thể, không cách nào mở ra. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trận pháp phá vỡ, cùng một thần vụt qua. Mặt trời chói chang, khí tức quen thuộc của danh sư đại lục lần nữa đến trước mặt. Trương sư vừa dừng lại, ngay sau đó nghe được một người gọi, Nhan Thanh cổ thánh đi vào trước mặt. Hơn một năm không thấy, tu vi của đối phương tiến thêm một bước, thoạt nhìn không có suy yếu như trước đó. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía một bên, một người đang tế tự, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt ở trên tế đàn, tỏa ra tia sáng yêu dị, trước đó bọn họ ở trên ngọn núi cảm ứng được khí tức, chính là như vậy phát ra. Người kia là ai? Lưu Dương đâu? Trương Huyền cau mày. Dị Linh Hoàng không phải học sinh Lưu Dương của mình sao? Làm sao hiện tại toát ra dị linh tộc không quen biết? Đây là dị linh hoàng tân nhiệm, thần tiêu, đệ tử thân truyền của Lưu Dương. Nhan Thanh cổ thánh hồi đáp. Thân truyền của Lưu Dương, đồ tôn của ta. Trương Huyền sững sờ. Hắn mới chừng 20 tuổi thu đồ đệ, không nghĩ tới đã có đồ tôn. Vâng. Nhan Thanh cổ thánh gật đầu. Hắn thành dị linh hoàng, như vậy Lưu Dương đâu? Khổng Thi Giao, Triệu Nhã, đâu? Trương Huyền nghi hoặc. Mình để Triệu Nguyệt đại trưởng lão truyền tin tức, dù không có nói rõ ràng bản thân muốn hạ giới, nhưng tế tự thượng thương, thân là đệ tử, hẳn là sẽ tò mò, làm sao cũng không thấy được. Bẩm báo Trương Sư, 9 vị thân truyền của ngươi ở 3 tháng trước đã dọc theo con đường ngươi đi qua, đi thượng thương. Nhan Thanh cổ thánh cười khổ. Bọn họ cũng đi qua. Trương Huyền sửng sốt. 3 tháng trước, cũng là khoảng 90 ngày, đổi lại thượng thương, hơn 9 ngày. Thời điểm đó bản thân ngay ở Trục Tinh Hải, bồi dưỡng đám người Hồng Vũ trưởng lão. Đi lên lại tìm bọn họ a. Biết đã đi lâu như vậy, trong thông đạo lại không gặp được, chỉ sợ những đệ tử này đã đến Huyền Giang Thành, hoặc là địa phương khác. Trương Huyền không hề giàu dĩ, hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng bay tới. Chính là cha mẹ Hưng Mộng Kiếm Thánh. Huyền Nhi. Mộng Kiếm Thánh tràn đầy kích động, hốc mắt hơi ửng hồng. Không có việc gì liền tốt. Thượng thương nguy cơ trùng trùng, từ khi con trai đi qua, làm mẹ không một ngày không lo lắng, hơn một năm qua, ngày ngày dày vò, hiện tại lần nữa nhìn thấy, hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được đối phương để lộ ra tình cảm chân thành tha thiết, Trương Huyền cười cười. Mẹ, cha, ta không sao. Lúc này tu vi của cha mẹ cũng có đột phá rất lớn, tất cả đều đạt đến cổ thánh tứ trọng đỉnh phong. Hỏi thăm thoáng cái, danh sư đường đang phát triển tốt, dị linh tộc ở dưới Lưu Dương ràng buộc, đã không có xuất hiện náo động, cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Kèm theo có thể sử dụng thủy ngân chân khí, nhân tộc càng ngày càng cường đại, về sau chắc hẳn khả năng phát sinh chiến tranh cũng càng ngày càng nhỏ, không cần tiếp tục lo lắng. Đi vào đại điện chiêu đãi khách của chư tử Bách Gia, Trương Huyền thấy được một đống lớn người quen biết cũ, Lạc Gia gia chủ, Tưởng Gia gia chủ, danh sư đường Dương Huyền. Tu vi của những người này, cũng giống như Hưng Mộng Kiếm Thánh, đạt đến cổ thánh tứ trọng, nếu như những võ sĩ thần điện kia thông qua thông đạo đi vào, khả năng không cách nào chạy trốn, sẽ bị chém giết tại chỗ. Trương Huyền, ngươi ở thượng thương có nhìn thấy muội muội ta không? Trò chuyện một hồi, Lạc Huyền Thanh đi vào trước mặt, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Muội muội của ngươi? Trương Huyền sững sờ. Thất thất, nàng không ở danh sư đại lục. Lúc trước thời điểm hắn rời đi, lẻ loi một mình, hơn nữa ở thượng thương lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua Lạc Thất Thất. Một năm trước, ngươi vừa đi không lâu, nàng liền rời đi, nói muốn đi tìm ngươi. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Tìm ta, nàng cũng đi lối đi này. Trương Huyền cau mày. Không phải, nàng không đi thông đạo, mà vận chuyển Tĩnh Không Châu, phá vỡ không gian ràng buộc của danh sư đại lục. Lạc Huyền Thanh nói. Trương Huyền sững sờ. Tu vi hiện tại của hắn có thể trực tiếp phá vỡ danh sư đại lục ràng buộc, đi vào thượng thương, không gian loạn lưu cũng không đả thương được mảy may, không cần lại thông qua thông đạo trở về. Nhưng Lạc Thất Thất một năm trước, tu vi mạnh hơn cũng chỉ tương đương mình, cổ thánh tứ trọng, làm sao có thể phá vỡ đại lục ràng buộc. Người có biết, vì sao nàng lấy tên cho mình là Thất Thất không, vì sao Lạc gia chúng ta lại cưng chiều nàng như vậy không? Thấy hắn không hiểu, Lạc Huyền Thanh lắc đầu nói.
biết thực lực hai người đã cách nhau một trời một vực, hắn cũng mất tâm tranh đấu trước đó, chỉ hy vọng vị trước mắt này có thể giúp hắn chăm sóc muội muội, hơn nữa tìm nàng trở về. Gọi Thất Thất, không phải bởi vì nàng xếp thứ bảy, phía trên có 6 ca ca sao? Trương Huyền tựa hồ nghe nói qua một chút. Đúng, trên nàng là có 6 ca ca, ta xếp hạng thứ 6, năm huynh trưởng của ta, tất cả đều đã qua đời. Cha ta, là Lạc gia gia chủ, lấy địa vị cùng thân phận của Lạc gia ở danh sư đại lục, năm vị huynh trưởng, tất cả đều chết. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Lạc Huyền Thanh nói. Trương Huyền sửng sốt. Lúc trước cũng có chút tò mò, chỉ là không có đi suy nghĩ nhiều, hiện tại tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Thực lực cùng địa vị của Lạc gia ở danh sư đại lục, có thể tưởng tượng được, coi như cường giả dị linh tộc đánh lén, cũng không có khả năng chém giết sạch năm con trai của gia chủ. Bởi vì tính không châu. Lạc Huyền Thanh nói, món pháp bảo này, là bảo vật tiên tổ chúng ta lấy được, nắm giữ lực lượng lớn lao, muội muội nàng vừa ra đời, liền có thể luyện hóa, cũng không phải huyết mạch tinh thuần nhất, mà là năm vị huynh trưởng. Năm đó tính không châu xuất hiện biến cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách không gian rời khỏi, một khi thoát ly, Lạc gia tuyệt đối sẽ suy yếu, năm vị huynh trưởng vì cứu gia tộc, dùng tinh huyết nuôi nấng, thậm chí lấy sinh mệnh hiến tế mới ổn định. Lúc này tính không châu mới lưu lại, linh tính trong đó cũng dần dần thức tỉnh. Chính là Thất Thất. Linh tính thức tỉnh, ngươi ý tứ, Lạc Thất Thất, là khí linh của tính không châu. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Linh tính đi vào trong bụng mẹ ta, mới sinh ra Thất Thất, nói nàng là linh tính của tính không châu không sai, nói nàng là thân muội muội của ta cũng không có vấn đề gì, dù sao huyết nhục là Lạc gia ban tặng. Lạc Huyền Thanh nói. Trương Huyền gật đầu. Hắn thấy qua vô số vũ khí, tự mình thuần phục không có một vạn ít nhất cũng có 8.000, linh tính trong đó đều không cách nào thoát ly bản thể, cho dù là pháp bảo ngụy thần cảnh. Linh tính của tính không châu lại có thể thoát ly bản thể, đầu thai thành người. Quả thực không thể tưởng tượng. Nàng làm sao phá vỡ không gian, ngươi làm sao cho rằng nàng đi thượng thương. Trương Huyền tiếp tục hỏi. Sau khi ngươi rời khỏi, nàng muốn đi tìm ngươi, ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Tĩnh không châu cảm nhận được cố ý niệm này, thả ra lực lượng mạnh mẽ, dường như đột phá cổ thánh tứ trọng ràng buộc, đạt đến cảnh giới không biết tên, sau đó không gian danh sư đại lục xuất hiện bài xích, ép nàng và tĩnh không châu ra ngoài. Trầm tư một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Vô số cao thủ của Lạc gia chúng ta đã dùng hết toàn lực, cũng không có kéo lại được. Trương Huyền lặng im. Cái này giống như lúc trước Lạc Nhược Hy rời khỏi, đều là bị không gian mạnh mẽ ép ra, tựa như gậy gỗ trong nước. Bất luận dùng lực lượng bao lớn đè lại, chỉ cần buông tay, đồng dạng sẽ nổi lên mặt nước. Xem ra đối phương hẳn là bị ép đến thượng thương. Tốt, ta trở lại thượng thương, hảo hảo hỏi thăm một chút, nếu như tìm được, sẽ để cho người trục tinh cung báo tin dị linh hoàng, để hắn chuyển cáo ngươi. Rõ ràng những sự tình này, Trương Huyền nói. Hết chương 3723. Chương 3724. Gặp lại đám người Triệu Nhã. Sự tình là Thất Thất. Trương Huyền ghi ở trong lòng. Thân là tứ tông tông chủ, dù thượng thương bao la, nhưng muốn hỏi thăm một người, có lẽ còn rất dễ dàng. Tạm biệt Lạc Huyền Thanh, lại cùng đám người Dương Sư trò chuyện một hồi, mang công pháp và võ kỹ lần nữa sửa sang lại cho danh sư đường, để bọn hắn truyền khắp thiên hạ. Bất chi bất giác, một ngày đi qua. Lần này tới, là vì mượn dùng tế đàn này, thượng thương còn có rất nhiều chuyện, không thể tiếp tục dừng lại. Biết thời gian không thể dở dang, Trương Huyền cầm theo tế đàn, định phá vỡ phong ấn, trực tiếp trở lại thượng thương. Thiếu gia, dẫn ta đi cùng đi. Tôn Cường đi vào trước mặt, lộ ra khát vọng. Cái tên này, biết theo không kịp bước chân thiếu gia, nên không còn lười biếng như trước kia, hơn một năm chuyên cần khổ luyện, lại thêm vô số tài nguyên của danh sư đường, Trương gia, vậy mà giống như những người khác, cũng đạt tới phá toái hư không. Ngươi muốn đi thượng thương. Trương Huyền nhíu mày. Vâng. Tôn Cường cắn răng. Tuy ở danh sư đại lục, hắn dựa vào thân phận quản gia Trương Huyền cùng với cường giả cổ thánh, có thể hô phong hoán vũ, nhưng thời gian lâu dài vẫn sẽ chán. Hắn vẫn ưa thích loại cảm giác rõ ràng thực lực không địch lại, vẫn còn có thể tùy ý quát tháo cường giả, phóng khoáng tự do. Đó mới là đỉnh phong nhân sinh của hắn, nhớ tới liền rất hoài niệm. Cho nên còn muốn đi theo sau lưng thiếu gia. Chỉ có như vậy, mới sống ẩm ẩm sóng dậy. Chúng ta trực tiếp loại bỏ không gian bích chướng đi vào thượng thương, quá mức nguy hiểm, không có năng lực bảo vệ ngươi. Không cách nào chung một chỗ,
có điều ngươi có thể thử thông đạo tới. Những thuốc này, trước khi đi vào không gian phong bạo dùng, có thể hỗ trợ trị liệu thương thế, không đến mức để ngươi hôn mê. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền đưa tới một bình nước tắm tiểu hoàng kê, lại ban cho một binh khí hộ thân, lúc này mới bàn giao. Sau khi đến Thượng Thương, đi Lăng Vân kiếm các báo tên của ta, sẽ có người dẫn ngươi đi tìm ta. Trực tiếp loại bỏ không gian bích lũy, lực lượng giới vực sẽ tiến hành nghiền ép, dù Tôn Cường đột phá đến cổ thánh tứ trọng, nhưng vẫn kém quá nhiều, ngoan ngoãn đi thông đạo mới tương đối an toàn. Tôn Cường gật đầu. Giao phó xong, Trương Huyền không nói thêm lời, tinh thần khẽ động, lực lượng áp chế ở trong cơ thể thả ra, một tiếng nổ vang, lập tức cảm thấy không gian bốn phía xuất hiện bài xích to lớn. Loại lực lượng này, tựa như muốn đẩy hắn ra khỏi thế giới này. Vù vù, cũng không chống cự, tinh thần khẽ động, thoát ly danh sư đại lục ràng buộc, ngay sau đó nhìn thấy vô số khí lưu màu đen va chạm, muốn xé rách hắn thành bụi phấn. Trong cơ thể tiên lực cổ động, ngăn những khí lưu màu đen này ở bên ngoài, dọc theo phương hướng gạt bỏ mình, xuôi dòng lên trên. Không biết qua bao lâu, trước mắt lần nữa khôi phục quang minh, thân thể lay động, từ trong không gian chui ra. Ngay ở trên không Huyền Giang Thành. Quả nhiên có thể nhẹ nhõm trở về. Trương Huyền cười cười, nhìn về phía Ngột Thần, hiển nhiên hắn cũng có chút khiếp sợ. Dù trước đó cảm thấy như vậy có thể, tự mình trải qua, vẫn cảm thấy khó tin. Xem ra, cường giả muốn đi vào hạ giới vô cùng phiền phức, nhưng muốn quay về thế giới của mình, cũng không khó khăn như vậy. Đương nhiên, cũng nhờ bọn hắn nắm giữ lệnh bài của Lạc Nhược Hy, nếu không áp chế tu vi đơn thuần. Là không cách nào che đậy thiên đạo của danh sư đại lục, chỉ sợ mới vừa tiến vào, sẽ bị lần nữa bài xích ra, ngay cả một lát cũng ở lại không được. Xem trước một chút, đám người Triệu Nhã có ở đây hay không? Tinh thần khẽ động, ý niệm Trương Huyền bao phủ toàn bộ Huyền Giang Thành. Tu vi đi đến cảnh giới như hắn, chỉ cần nguyện ý, Huyền Giang Thành phát sinh bất luận việc nhỏ nào, cũng có thể nhẹ nhõm phát giác. Ở chỗ kia, một lát sau, ánh mắt sáng lên. Còn tưởng đối phương đã rời khỏi danh sư đại lục 3 tháng, Thượng Thương không sai biệt lắm 9 ngày thời gian, đã không ở nơi này, không nghĩ tới còn chưa rời khỏi. Bất quá phủ đệ đang chuẩn bị linh thú phi hành, xem ra là định rời đi. Không chần chờ nữa, thẳng tắp bay qua. Trương Viên ngoại, người gấp gáp như vậy mượn dùng linh thú phi hành, là vì chuyện gì? Một trung niên nâng cao cái bụng đi vào trước mặt, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Huyền Giang Thành. Gia tộc và thế lực có thể nuôi dưỡng linh thú không tính quá nhiều, Ngô Giang Thành hắn vừa vặn tính một cái, hơn nữa sau khi Tiết gia sụp đổ, linh thú của gia tộc bọn họ cấp bậc xem như cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Viên ngoại mới tìm hắn, định thuê một lần. Ta không phải cứu mấy người ư? Trương Viên ngoại cười nói. Chuyện này ta nghe nói, thế nào, người cũng muốn giống như Thiện Hiểu Thiên, đụng đại vận. Ngô Giang Thành cười nhạo. Kỳ ngộ của Thiện Hiểu Thiên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Trương Huyền tông chủ, đương đại cũng chỉ có một, người một đại gia chủ, phú hào một phương, cuối cùng sẽ không cảm thấy, tùy ý cứu người, liền có thể đạt được kết quả tốt chứ. Nào có chuyện tốt như vậy? Thật muốn như vậy, hắn cái gì cũng không làm, đã sớm đi ra ngoài khắp nơi cứu người. Thực không dám giấu giếm, lần này thật đúng là đụng đại vận. Cùng đối phương quan hệ không tệ, Trương Viên ngoại cũng không có ý định giấu giếm. Vui vẻ nói. Thật đụng đại vận. Ngô Giang Thành sửng sốt. Ngươi chớ nói, ngươi cũng cứu một vị tông chủ, hoặc là trưởng lão. Nói đùa cũng phải có hạn độ, thiên hạ nào có nhiều trưởng lão, tông chủ xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, dĩ nhiên không phải tông chủ và trưởng lão. Nói thật a, ta cứu 9 người này, lại là đệ tử thân truyền của Trương Huyền tông chủ. Trương Viên ngoại nói. Đệ tử thân truyền, ha ha, ngươi thật biết đùa. Ngô Giang Thành sửng sốt một chút, sau đó cười to lên. Trương Huyền tông chủ, chính là tứ tông tông chủ, thiên hạ đệ nhất nhân, không biết bao nhiêu người muốn làm học sinh của hắn. Người đi đường phố hỏi một chút, muốn làm học sinh của hắn, thậm chí tự xưng cùng hắn học qua, không có một vạn cũng có 8000. Còn tưởng là thật, trước mấy ngày, ta ở dã ngoại bắt đến một con ngựa, kết quả tên này dùng móng viết chữ, tự xưng là học sinh của hắn. Ngựa. Trương Viên ngoại ngẩn ngơ. Đúng vậy, theo ta thấy, khẳng định là lừa đảo, muốn lừa tiền của ngươi, không nghĩ tới ngươi thật bị lừa rồi. Ngô Giang Thành khẽ nói. Ngươi suy nghĩ một chút, Trương tông chủ, thân là tứ tông tông chủ, thật sự là thân truyền của hắn, ai dám đắc tội.
ai dám đả thương, như thế nào lại trùng hợp như vậy, một đám người đều bị ngươi cứu. Rõ ràng chính là giả. Trương Viên Ngoại nói không ra lời. Quả thực rất có đạo lý. Cái gọi là đệ tử Trương Huyền, đều là Lưu Dương, Trịnh Dương. Nói, bản thân phân biệt không ra, vạn nhất là giả thì sao? Mang ta đi nhìn một chút, ta giúp ngươi vạch trần. Bạn tốt bị lừa, Ngô Giang Thành tức giận nói. Vậy làm phiền Ngô Huynh. Trương Viên Ngoại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm quyền, dẫn đường tìm tới đám người Triệu Nhã. Các ngươi tự xưng là học sinh của Trương Huyền Tông Chủ. Đi vào sân trong, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi ốm yếu, Ngô Giang Thành càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình, cười lạnh. Đám người Triệu Nhã nhíu mày. Các nàng ở danh sư đại lục, mỗi một cái đều là nhân vật hô phong hoán vũ, khiến thiên hạ chấn động, đối phương vừa thấy mặt liền vô lễ như thế, trong lòng đều có chút không vui. Thế nào, không dám thừa nhận. Ngô Giang Thành cười lạnh. Các ngươi có biết, giả mạo đệ tử của Trương Tông Chủ, tội danh sẽ như thế nào không? Đừng nói chuyện đến Lăng Vân Kiếm Các, giờ phút này ta báo lên thành chủ, chỉ sợ cũng có thể để các ngươi chịu không nổi. Chúng ta không giả mạo, Trương Huyền xác thực là ân sư của chúng ta. Sợ Triệu Nhã tính tình nóng nảy, trực tiếp đánh đối phương, Khổng Thi Giao tiến lên một bước, ôm quyền nói. Xác thực là ân sư, ăn nói bừa bãi ai không biết. Các ngươi có chứng cứ gì không? Ngô Giang Thành nói. Khổng Thi Giao lặng im. Vì có thể đi vào thượng thương, chữ vật giới chỉ cũng không mang theo, bất kỳ đồ vật gì cho thấy thân phận cũng không có, lại nói coi như thật có thể lấy ra, đối phương cũng chưa chắc nhận thức. Thế nào, nói không ra lời a? Ngô Giang Thành vung tay. Muốn giả mạo, tìm trưởng lão hoặc đệ tử, có lẽ còn có thể để cho người ta tin tưởng, giả mạo đệ tử của Trương Tông Chủ, lá gan thật lớn. Chúng ta thật sự là đệ tử của Trương Sư. Trịnh Dương nhíu mày, tràn đầy không vui. Đủ rồi, ta không phải Trương Viên Ngoại, có thể bị các ngươi tùy ý lừa gạt. Nếu các ngươi là đệ tử của Trương Sư, ta nói bản thân là lão sư của Trương Sư đây này, người đâu? Ngô Giang Thành hừ lạnh, đang muốn gọi hạ nhân, bắt mấy cái lừa đảo lại, đưa đến phủ thành chủ xử theo pháp luật, liền nghe trên không có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi nói ngươi là lão sư của ta. À, làm sao ta không biết? Người nào? Ngô Giang Thành sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy hai bóng người yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, bên trong một thanh niên đang vui vẻ nhìn qua. Trương Tông Chủ, thân thể cứng đờ, đầu gối nhịn không được mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Lúc trước Thiện Hiểu Thiên ở Tiết Gia huyên náo lớn như vậy, hắn may mắn đi, cũng may mắn gặp qua dung mạo của Trương Huyền Tông Chủ, cùng vị trước mắt này giống nhau như đúc. Huống chi đối phương còn phi hành. Cường giả tiên quân mới có thể bay, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Lão sư. Không giống hắn khiếp sợ, đám người Triệu Nhã nhìn thấy thân ảnh trên không, tất cả hốc mắt đỏ lên, đồng loạt quỳ xuống đất. Các ngươi chịu khổ. Nhìn thấy những đệ tử này, đã trưởng thành đến tình trạng hiện tại, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, bàn tay run lên, chín bình ngọc bay tới. Uống đi. Vâng. Đám người đồng thời gật đầu, uống xong nước tắm của tiểu hoàng kê, một lát sau, tất cả đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể sôi trào, thương thế hoàn toàn khôi phục. Cái này, đều là cổ thánh tứ trọng. Tất cả đều ngẩn ngơ, Ngô Giang Thành cùng Trương Viên Ngoại thiếu chút nữa ngất đi. Đặc biệt là cái trước, đã muốn khóc. Huyền Giang Thành thành chủ cũng chỉ tu vi cổ thánh tứ trọng, những thiếu niên, thiếu nữ trước mắt, vậy mà đều là loại thực lực này. May mắn vị Trương Tông Chủ này đến đúng lúc. Ngộ nhỡ không tới, bản thân vừa rồi nói như vậy, còn không bị vặn cổ, giết tại chỗ. Vừa nghĩ tới đó, trong mắt đỏ hoe. Xem ra, khoác lác có nguy hiểm, trang bức cần cẩn thận a hát. Hết chương 3724. Chương 3725, Trương Huyền sáng tạo công pháp. Trương Huyền nhìn về phía các đệ tử thân truyền. Tuy chỉ có hơn một tháng không thấy, nhưng danh sư đại lục đã trải qua hơn năm. Rất nhiều đệ tử vốn gương mặt non nớt, tất cả đều trở nên trưởng thành cùng cương nghị, tu vi cũng đều có đột phá rất lớn, cũng không phụ lòng bản thân khổ cực dạy dỗ. Đi thôi. Bàn tay lớn vồ một cái, chín người đồng thời bay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm, một giao long xuất hiện ở trên không trung, đón gió liền dài, thời gian nháy mắt liền đạt đến hơn 100 mét, đám người rơi vào lưng rồng. Ngụy Long. Thiên hạ vậy mà thật có loại sinh mạng này tồn tại. Giao long xuất hiện. Huyền Giang Thành không biết bao nhiêu người nhìn thấy,
tràn đầy khiếp sợ, ngay sau đó từng cái quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Ngụy Long, trong lịch sử di khí đại lục, cũng chỉ xuất hiện qua một con thứ hai hiện ra ở trước mắt người đời, xung kích có thể tưởng tượng được. Ngụy Long, Ngô Giang Thành càng muốn khóc. Tuy trước đó đã xác nhận thân phận của Trương Huyền, nhưng con rồng này xuất hiện, càng thêm ngồi vững xưng hào đại lục đệ nhất nhân. Thân truyền của hắn, lại bị bản thân nghi ngờ, càng đại ngôn hơn không biết thẹn nói mình là lão sư của Trương Huyền tông chủ. Hận không thể tìm cục gạch đập chết. Đang run lẩy bẩy, sợ Trương tông chủ so đo vừa rồi hắn vô lễ, thanh âm của đối phương nhàn nhạt vang lên. Trương viên ngoại, người cứu 9 đệ tử của ta, không thể bỏ qua công lao, chỉ cần hậu bối của ngươi cầm lệnh bài này đi Lăng Vân kiếm các, liền có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Trong tiếng nói, một lệnh bài từ không trung trôi xuống, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Trương viên ngoại. Đa tạ Trương tông chủ. Trương viên ngoại lần nữa quỳ gối. Có thứ này, ở Huyền Giang Thành tương đương với có miễn tử kim bài, không có bất kỳ gia tộc hoặc thế lực nào dám tìm phiền phức, mà hậu bối được chọn ra, chỉ cần đi vào Lăng Vân kiếm các, khẳng định có thể lên như diều gặp gió, gia tộc xem như chân chính quật khởi. Nắm chặt lệnh bài, lần nữa ngẩng đầu, phát hiện trên không đã trống không, nửa cái bóng người cũng không thấy được. Người tốt có báo đáp tốt, xem ra sau này phải làm nhiều việc thiện. Lần nữa quỳ xuống, trong lòng Trương viên ngoại cảm xúc. Nếu như không xuất thủ cứu 9 người kia, nào có báo đáp như hiện tại, càng không có cơ hội nhìn thấy đại lục đệ nhất nhân, đạt được ban thưởng như vậy. Trương huynh, bắt đầu từ hôm nay, người đã thay đổi vận mệnh. Nhìn bạn tốt trước mắt, Ngô Giang Thành tràn đầy hâm mộ. Cứu đệ tử thân truyền của Trương tông chủ, chỉ cái ân tình này, vị trước mắt này cũng đã tiền đồ vô lượng. Cũng là vận khí ta tốt, mấu chốt nhất là, phải nhìn thẳng vào tâm tính, làm nhiều chuyện tốt. Trương viên ngoại cười nói. Có loại kỳ ngộ này, Trương viên ngoại mở tiệc rượu mời khách tứ phương, Ngô Giang Thành ở trong nhà đối phương ăn xong tiệc tối, quay trở về, vừa đi vừa than thở. Làm việc tốt cũng phải có chuyện tốt làm mới được, cái này liên quan đến số mệnh một người, chỉ sợ ta không có cơ hội này. Ngô Giang Thành bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Người muốn cứu học sinh của Trương tông chủ, đối phương cũng phải có nhiều học sinh như vậy, hơn nữa bị thương mới được. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, ngày ngày phát sinh. Phù phù. Đang cảm xúc, đột nhiên bụi cỏ cách đó không xa, một thanh âm buồn bực vang lên. Quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một tên mập nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là cỏ khô. Vị bằng hữu này ngươi không sao chứ? Đi vào trước mặt, muốn kéo đối phương, người sau run đầu nhảy lên, mang trên ngạo khí nhàn nhạt. Nơi này chính là Thượng Thương. Thượng Thương. Ngô Giang Thành nháy con mắt. Nếu ngươi là người Thượng Thương, có nghe nói qua Lăng Vân kiếm các không? Mập mạp nói. Nghe qua. Ngô Giang Thành dừng lại một chút, gật đầu. Rất tốt, thiếu gia nhà chúng ta ở nơi đó làm tông chủ, ngươi dẫn ta đi qua, chỉ cần tìm được thiếu gia, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Vỗ vỗ bùn đất trên bụng, mập mạp chắp hai tay sau lưng, đầu nâng cao, thản nhiên nói. Thiếu gia làm tông chủ, chẳng lẽ... Toàn thân Ngô Giang Thành siết chặt, hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi nói là Trương Huyền tông chủ. Không sai, ta chính là quản gia của Trương tông chủ. Mập mạp nói. Tên mập mạp này, chính là Tôn Cường từ thông đạo xuyên qua, trong thông đạo đi thời gian dài, Thượng Thương chẳng qua mấy canh giờ mà thôi, bởi vì dùng nước tắm tiểu hoàng kê, thương thế đã tốt đẹp, thực lực cổ thánh tứ trọng, ở Huyền Giang Thành tuyệt đối được cho một phương đại lão. Quản gia của Trương tông chủ. Ngô Giang Thành sửng sốt một chút. Không đúng, quản gia của Trương tông chủ, ta nghe nói qua, ở đây làm sơn tặc, gọi Tào Thành Lập, không có mập như vậy a hát. Tào Thành Lập. Tôn Cường sững sờ, trên mặt lộ ra biểu lộ đau lòng nhức óc. Thiếu gia, mới hơn một tháng không có thấy ta, người mới thay người cũ, Tôn Cường ta không phục. Hừ, Tào Thành Lập kia ở đâu? Hiện tại ta liền đi thiến hắn. Gạch nối. Ngô Giang Thành. Bên này Tôn Cường hổn hển, lúc này Trương Huyền mang theo đám người Triệu Nhã đã đi tới Lăng Vân kiếm các. Lão sư, Thiện Hiểu Thiên đi vào trước mặt. Những người này là sư huynh sư tỷ của ngươi, này là đệ tử lão sư ở Thượng Thương mới thu, Thiện Hiểu Thiên. Trương Huyền giới thiệu một chút. Đa tạ sư đệ cứu lão sư. Trên đường, Triệu Nhã đã biết sau khi lão sư đi vào Thượng Thương trải qua sự tình, nếu không phải vị này cứu. Cũng không có khả năng nắm giữ nhân sinh trói lọi như vậy,
nhìn thấy Thiện Hiểu Thiên, tất cả đều ôm quyền khom người. Chư vị sư tỷ, sư huynh, thực sự quá khách khí. Thiện Hiểu Thiên giật nảy mình, vội vàng đáp lễ. Những nguyên lực đan thượng phẩm và công pháp tu luyện này, là đặc biệt nhằm vào thể chất của các ngươi, vi sư cố ý thiết kế, mau chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên quân, trợ giúp lão sư tốt hơn. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một ít ngọc bài cùng nguyên lực đan. Đến loại thân phận như hắn, lại thêm trước đó ăn cướp Bạch Huyền Sinh, loại dược vật cấp bậc này, trên người chừng mấy trăm viên, muốn để các đệ tử cấp tốc đột phá, cực kỳ thích hợp. Còn khí thức đặc thù trên đài tròn, chỉ có đến tiên quân đỉnh phong mới có hiệu quả, hiện nay tu vi đám người Triệu Nhã vẫn quá thấp. Nhận lấy đồ vật lão sư ban cho, đám người không nói thêm lời, tất cả đều bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên phú đám người Triệu Nhã đều cực cao, tiến bộ rất nhanh. Tu luyện nửa ngày, Bạch Nguyễn Khanh trở về, nàng đi theo gia gia ra ngoài thí luyện, thời khắc này tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Cách tiên quân cũng chỉ kém một bước. Trương Huyền truyền thụ công pháp tiên quân cho đối phương, để nàng mau chóng tu luyện, mình và Ngột Thần cũng không sốt ruột rời khỏi, mà tìm tĩnh thất bế quan tu hành. Tuy tế đàn của dị linh tộc tới tay, đã có thể đi trục tinh cung, câu thông tế đàn của Đỗ cung chủ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Trận pháp của thần điện mạnh mẽ, cường giả như mây, lại thêm vị khổng sư kia đã đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, muốn cứu Đỗ Thanh Diên ra, hơn nữa giải quyết tất cả phiền phức, nhất định phải để tu vi xung kích ngụy thần. Chỉ có đi đến loại cảnh giới này, mới có thể cùng vị khổng sư kia tranh đấu không rơi vào thế hạ phong, mới có thể đi vào thần điện, thành công cứu người, mà không đến mức xuất hiện nguy hiểm. Bất quá hắn không có công pháp xung kích ngụy thần, mà muốn hoàn thành điểm ấy, nhất định phải sáng chế pháp quyết thuộc về mình. Chỉ là sáng tạo pháp quyết sao mà khó khăn. Đạo ý niệm kia đã ở trong Xuân Thu Đại Điển nhiều ngày như vậy, vẫn không có một chút đầu mối. Vù vù. Thân thể vụt qua, Trương Huyền đi vào Xuân Thu Đại Điển, những ngày này cảm ngộ hòa vào trong đầu của mình, rơi vào trầm tư. Hiện tại ta tu luyện là thiên đạo công pháp, pháp quyết cấp bậc quá thấp, thân thể đã không thể tu luyện. Giống như ô tô tốt, dầu kém cũng không cách nào để cho nó khởi động, cho dù khởi động, cũng không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thiên đạo chân khí đã chạy toàn thân, tạo thành một loại phù hợp đặc thù, tùy tiện thay đổi, cho dù đột phá cũng sẽ không để thực lực tiến bộ, mà là hạ xuống. Cho nên sáng lập ra công pháp, cho dù không đến cấp bậc thiên đạo, cũng phải không kém nhiều mới được. Kém quá nhiều, độ tinh thuần của chân khí không đủ, thân thể nhận tổn thương, về sau tiến bộ cũng khó. Đã muốn làm, liền nhất định phải làm tốt, tranh thủ một lần thành công. Khổng sư nói, ta lĩnh ngộ là thiên đạo có thiếu, mà hắn lĩnh ngộ là thiên đạo trật tự. Thiên đạo thư viện dùng thời gian lâu dài, sẽ sinh ra nương tựa, thậm chí cuối cùng bị thiên đạo xâm nhập, mất đi bản thân hẳn là không nói láo. Lại không quản vị khổng sư kia có phải thật hay không, đối phương nói, cẩn thận cân nhắc cũng không giả. Giống như thiên nhận danh sư, muốn vượt qua, nhất định phải thoát ly. Nếu không sẽ bị hạn chế, vĩnh viễn trì trệ không tiến. Thiên đạo có thiếu, thiên đạo trật tự, thiên đạo còn có cái gì? Không ngừng suy tư, Trương Huyền không cảm giác được thời gian trôi qua. Thiên đạo công pháp, kèm theo tu vi càng ngày càng cao, khẳng định là không có cách nào tìm nhiều công pháp bí tịch như vậy, hơn nữa khí thể màu xám trong cơ thể quả thực càng ngày càng nhiều, tiếp tục sử dụng, thật có khả năng giống như Khổng sư nói, cuối cùng trở thành thiên đạo khôi lỗi, bị nó quản chế, lại không cách nào tránh thoát. Liên tục 3 ngày, Trương Huyền đều ngồi ở trong phòng, không ăn không uống, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thượng thương 3 ngày, trong Xuân Thu Đại Điển đã qua 300 ngày, tiếp cận 1 năm. Tương đương 1 năm, một mực không nghỉ ngơi, sớm đã mệt mỏi con mắt đỏ thẫm, nếu không phải tu vi sớm đã đến tiên quân đỉnh phong, đừng nói cân nhắc công pháp, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Loại phương pháp này không được. Loại này cũng không được. Đều kém một chút. Lại qua 7 ngày, cân nhắc không dưới hơn 1 vạn loại phương pháp tu luyện, đều không có thành công, Trương Huyền đành phải từ bỏ, tinh thần trở lại thân thể. Bên ngoài 10 ngày, hắn ở trong Xuân Thu Đại Điển lại qua hơn 2 năm, tiếp cận 3 năm. Tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Sáng tạo không ra công pháp, không đột phá nổi ngụy thần, cho dù đi thần điện cũng là đưa đồ ăn. Đẩy cửa đi ra tĩnh thất. Thế nào, có tìm được người kia không? Nhìn thấy một trưởng lão đi vào trước mặt, Trương Huyền hỏi. Từ danh sư đại lục trở về, hắn liền để trưởng lão kiếm các báo tin Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn, đi điều tra tin tức của Lạc Thất Thất.
Hiện tại trưởng lão tới, lại qua tiếp cận 10 ngày, hẳn là không sai biệt lắm có tin tức. Hết chương 3725. Chương 3726. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệc Lão. Bẩm báo tông chủ, chúng ta cùng Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn cùng với Trục Tinh Cung phái ra mấy chục vạn người điều tra toàn bộ đại lục, cũng không nghe qua cái tên Lạc Thất Thất này. Vị trưởng lão kia ôm quyền. Chưa từng nghe qua. Trương Huyền cau mày. Lạc Huyền Thanh nói, cô gái này mượn Tĩnh Không Châu, phá trừ danh sư đại lục ràng buộc, đi vào thế giới cao hơn, liền có cơ hội rất lớn tới nơi này, vì sao không có tin tức? Con đường tin tức của bốn đại tông môn, hắn vẫn tin tưởng, đã nói không có điều tra ra, khả năng thật không có. Phá vỡ không gian danh sư đại lục, không có tới thượng thương, vậy đi nơi nào? Đi xuống đi. Không tra được, cũng không có phương pháp, Trương Huyền lắc đầu, đi tới chỗ các đệ tử tu luyện. Thời gian 10 ngày, tất cả mọi người có tiến bộ cực lớn, 9 đại đệ tử Triệu Nhã, Trịnh Dương, đã đạt đến chân tiên cảnh. Cho dù Viên Đào tu luyện chậm nhất, cũng đạt tới hư tiên cảnh đỉnh phong. Còn Bạch Nguyễn Khanh, thì thành công đột phá đến tiên quân, ở toàn bộ Lăng Vân Kiếm Các, cũng coi là cường giả đỉnh phong trẻ tuổi nhất. Thấy mọi người đều cố gắng tu luyện, tiến bộ rất nhanh, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiếp tục bế quan, liền nghe được âm thanh ồn ào vang lên. Thiếu gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Tiểu Cường ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, từ Thiên Huyền Vương quốc liền cùng một chỗ, cuối cùng để tên sơn tặc này thay thế ta sao? Một tiếng kêu thảm khoa trương, một tên mập từ bên ngoài viện vọt vào. Chính là Tôn Cường. Cái tên này, từ Huyền Giang Thành đã đi tới Lăng Vân Kiếm Các. Nắm giữ vũ khí tín vật của Trương Huyền, rất dễ dàng đến nơi này, hơn nữa thấy được sơn tặc Tào thành lập. Hai người đều nói mình là quản gia của Trương Huyền, một lời không hợp liền dùm beng lên, thậm chí động thủ. Mặc dù Tào thành lập là cường giả thượng thương, nhưng tu vi chỉ mới vừa đến cổ thánh tứ trọng, cùng Tôn Cường không kém nhiều, hai người tranh đấu không ai phục ai, nghe được thiếu gia xuất quan, tất cả đều đi vào trước mặt. Thiếu gia, cái tên này không biết từ nơi nào xuất hiện, tự xưng quản gia của ngươi, còn động tay động chân với ta. Tào thành lập cũng không yếu thế. Trương Huyền khoát tay áo. Một vị trí quản gia mà thôi, cần ầm ĩ như vậy sao? Cũng không cảm thấy mất mặt. Không thể nói như thế, nếu là quản gia, đương nhiên chỉ có thể là một người, nhân số nhiều, mỗi người muốn quản lý, nghe ai? Tôn Cường vội nói. Thiếu gia, ta theo ngươi lâu như vậy, biết rõ tính cách của ngươi, tuyệt đối tốt hơn gia hỏa này nhiều. Ngươi, Tào thành lập nghiến răng. Thiếu gia, cái tên này vừa nhìn liền không đáng tin cậy, ta làm quản gia tốt hơn hắn. Thấy hai người lại ầm ĩ, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Tôn Cường thích trang bức, bất luận chuyện gì, mặc kệ có thể mang đến phiền phức hay không, trước trang đủ lại nói. Một bộ không sợ trời không sợ đất, làm quản gia, rất dễ dàng rước lấy tai họa cho mình. Còn tên sơn tặc Tào thành lập này, càng cả gan làm loạn, hơn nữa háo sắc, làm chuyện gì đều trước hết nghĩ nữ nhân. So với đối phương càng không đáng tin cậy. Ai, hắn người đáng tin cậy như vậy, sao có thể ngờ tới, thu hai quản gia, đều là bộ đức hạnh này. Hiện tại càng vì vị trí này, cãi lộn không ngừng. Tôn Cường tới làm. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Cả hai so sánh một chút, vẫn là Tôn Cường càng thêm đáng tin cậy. Chí ít, để hắn hỏi thăm tin tức, nghĩ biện pháp kiếm tiền, chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Ta. Tào thành lập sốt ruột. Về sau ngươi phụ trách chiếu cố Thiện Hiểu Thiên cùng các đệ tử của ta là được. Trương Huyền bàn giao, lông mày dương lên. Không thể làm hư bọn họ, nếu không, liệu hồn cái đầu của ngươi. Cái tên không đáng tin cậy như vậy, đám người Trịnh Dương, Viên Đào lại huyết khí phương cương, ngộ nhớ bị làm hư, thật sự không tiện giáo dục. Vâng, Tào thành lập vội vàng gật đầu. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần không bị đuổi đi là được. Nếu ngươi tới, hỗ trợ tìm hiểu tung tích của Lạc Thất Thất, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn đã đi vào thượng thương. An bài xong, nhớ tới trước đó vị trưởng lão kia không có nghe được tin tức, Trương Huyền nói. Lạc tiểu thư tới thượng thương. Sửng sốt một chút, Tôn Cường gật đầu. Thiếu gia yên tâm, chỉ cần nàng xuất hiện, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm trở về. Trương Huyền gật đầu. Loại sự tình này, giao cho Tôn Cường vẫn tương đối để cho người ta yên tâm. Lúc trước tên này làm thương nhân, ở phương diện lôi kéo quan hệ, tìm người vẫn rất có kinh nghiệm. Chần chờ một chút, Tôn Cường nói.
Thiếu gia, người cũng đừng trách thuộc hạ nhiều chuyện, Thất Thất tiểu thư vì ngươi làm ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi thật không thích nàng? Lạc Thất Thất đối với tình cảm của thiếu gia, người khác không biết, hắn là nhìn ở trong mắt. Vì thiếu gia, không tiếc cùng tộc nhân bất hòa, vì thiếu gia, dũng cảm quên mình. Nhưng vị trước mắt này thủy chung không nhìn thấy, triệt để tổn thương trái tim đối phương. Ưa thích. Trương Huyền lắc đầu. Từ Thiên Huyền Vương quốc cùng nhau đi tới, gặp được nữ hài vừa ý hắn cũng không ít, Thẩm Bích Như, Mạt Vũ, Triệu Phi Vũ, Hồ Yêu Yêu, Ngọc Phi Nhi. Mỗi một cái đều rất ưu tú, cũng rất đẹp, nhưng hắn lại không có cảm giác chút nào. Lạc Thất Thất cũng như vậy. Chỉ có Lạc Nhược Hy, vừa thấy đã yêu, tựa hồ đối phương có khí chất đặc thù nào đó hấp dẫn lấy hắn, để hắn trầm mê, để hắn làm việc xúc động giống như hài đồng, không kiềm chế được. Nữ hài tốt như vậy cũng không thích, thật sự là người máu lạnh không có tình cảm. Thấy hắn lắc đầu, Tôn Cường lầm bầm. Đối phương vì thiếu gia làm ra nhiều như vậy, một mực yên lặng bỏ ra, lại không đổi lấy nửa phần tình cảm, hắn làm quản gia cũng không ưa. Không có tình cảm. Đang muốn nổi giận, Trương Huyền đột nhiên sững sờ. Hắn không có tình sao? Có. Tình nghĩa cha mẹ, tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa chủ tớ, tình nghĩa huynh đệ. Đều có. Nhưng từ khi xuyên qua, nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện, phương diện tình yêu này, quả thực nhìn rất nhạt. Kiếp trước chẳng qua là nhân viên quản lý phổ thông, lại là độc thân cẩu, tình huống bình thường, có cô gái xinh đẹp ưa thích, hẳn vui vẻ đồng ý mới đúng, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, bao quát loại yêu nghiệt như Hồ Yêu Yêu dụ dỗ. Hơn nữa trừ đối mặt Lạc Nhược Hy, đối mặt những người khác, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, bình tĩnh như quái vật. Trước đó, còn cho rằng có phải lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy hay không, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, ta đã bị Thiên Đạo Thư Viện thay đổi một cách vô tri vô giác? Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão. Thiên đạo trật tự, thiên đạo có thiếu. Đồng dạng, thiên đạo là vô tình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Mặc kệ vạn vật biến thành bộ dáng gì, đó là hành vi của vạn vật, cùng thiên địa không quan hệ, thiên địa thuận theo tự nhiên, tất cả giống như theo gió đêm đến, nhuận vật im ắng. Trước đó bản thân một mực không để ý, giờ phút này nghe Tôn Cường nói, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Lạc Thất Thất vì hắn làm rất nhiều, đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm mềm lòng, nhưng hắn không có mảy may tình cảm, bình tĩnh như máy móc. Thật giống như nhảy ra thế giới đối đãi vấn đề này. Nguyên lai, hắn xem tình yêu, đã triệt để nhận lấy ảnh hưởng. Còn Lạc Nhược Hy, có lẽ giống như Khổng Sư thậm chí bản thân, cũng nắm giữ một bộ phận thiên đạo, cho nên mới có thể vừa thấy đã yêu, lẫn nhau thu hút. Cuối cùng diễn hóa thành tình yêu, ngay cả thư viện cũng không ngăn cản được. Nghĩ đến điểm này, một đạo hiểu ra từ đáy lòng xẹt qua. Thiên đạo trật tự, tất cả sự vật, đều có thể tuân thủ quy luật đặc biệt đi hoàn thành. Thiên đạo có thiếu, tất cả đồ vật đều có thiếu hụt, không hoàn mỹ. Nhưng chỉ có tình cảm, không tuân thủ quy luật, một khi thả ra, sẽ làm người ta trầm mê, khiến người ta say mê, không cách nào tự kiềm chế. Rất nhiều chuyện là có quy luật, có thể dựa theo quy luật đi làm, nhưng tình yêu tuân thủ quy luật sao? Không. Tuân thủ quy luật, làm Trương gia tiểu thiên tài, cùng Lạc Thất Thất có hôn ước, hẳn là thích nàng mới phải, lại thích Lạc Nhược Hy. Ở trên đại lục cũng không ít ví dụ, rõ ràng là sinh tử đại thù, lại thích đối phương. Có thể khống chế, ai không đi khống chế. Đáng tiếc, trên thế giới không cách nào khống chế nhất chính là tình cảm, loại tâm cảnh này để cho người ta trầm mê, mà không cách nào tự kiềm chế. Còn thiếu hụt, tình yêu có thiếu hụt sao? Có, hơn nữa rất nhiều. Nhưng lại có thể để cho vô số sinh mệnh đổ xô tới, hãm sâu trong đó, thậm chí rõ ràng biết, lại thích như mật ngọt. Bởi vậy thiếu hụt liền không còn là thiếu hụt, mà là tốt đẹp. Thì ra là thế. Con mắt mê man sáng lên. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão, ở trước tình cảm, thiên đạo còn không cách nào khống chế, ta lại có gì dầu dĩ. Nguyên lai một mực truy tìm công pháp, chính là ở đây. Ở trong Xuân Thu Đại Điển 3 năm, chui vào ngõ cụt. Một mực tìm kiếm công pháp không có thiếu hụt, nghĩ biện pháp vượt qua thiên đạo. Nhưng thiên đạo công pháp, bản thân liền không có thiếu hụt, làm sao vượt qua? Cho dù sáng tạo tốt, lại không có vấn đề, cũng nhiều nhất tới đánh đồng, không có thiếu hụt mà thôi, vượt qua là không thể nào. Nguyên nhân chính là như vậy, tiếp cận 3 năm, một mực không thành công. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, tìm nhầm phương hướng. Tình cảm,
mới là đồ vật của thế giới này vượt qua thiên đạo, vượt qua thời gian. Có ít người, có thể yêu nhau trăm năm, ngàn năm, cả đời không hối hận. Có ít người, có thể vì tình cảm, không tiếc bỏ mình, bất khuất. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Lạc Thất Thất, vì hắn bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng cam tâm tình nguyện. Trương Hoàng Thiên vì nhân tộc, rơi giọt máu cuối cùng, không cầu báo lại. Nhan hồi cổ thánh trấn áp thông đạo, thân tử đạo vẫn, thi thể đóng giữ, có thể vạn năm không rời. Bất luận là lịch sử của danh sư đại lục hay thượng thương, loại chuyện này nhìn thực sự quá nhiều. Thương Hải Tăng Điền, danh sư đại lục, mấy vạn năm thời gian, đều xóa không mất khổng sư vĩ đại, đủ để chứng minh thiên đạo có thể hủy diệt sinh mệnh, nhưng không cách nào ảnh hưởng tình cảm. Thiên đạo cũng không phải vĩnh hằng, chỉ có tình cảm vượt qua tất cả. Ầm ầm, thân thể chấn động, một cỗ lực lượng đặc thù từ trong đan điền dâng lên, trước đó thủy chung không cách nào đột phá ngụy thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Tiểu Cường, đa tạ ngươi. Ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tôn Cường, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa trở lại tĩnh thất. Cái này, thấy mình nói nghiêm trọng như vậy, thiếu gia không những không tức giận, còn cảm ơn hắn một câu, Tôn Cường nháy mắt. Chẳng lẽ thiếu gia, điên rồi. Một bên Tào Thành Lập thấy cảnh này, khóe miệng co giật. Hắn lúc trước chỉ nói đối phương một câu, liền bị trừng phạt nhảy vào cửa, vị trước mắt này nói càng thêm nghiêm trọng, không những không trách móc, còn cảm ơn. Cùng nhau đi tới, thiếu gia đối với nữ sắc trên cơ bản không cảm giác. Chẳng lẽ cùng vị Tôn Cường này, mới là tình yêu chân chính. Liếc mắt nhìn hình dáng của Tôn Cường, Tào Thành Lập than thở cái khẩu vị này. Thật nặng. Hết chương 3726. Chương 3727. Trương Huyền đột phá ngụy thần. Từng viên nguyên lực đan tuyệt phẩm nuốt vào cổ họng, trên đài tròn thu thập khí tức đặc thù, vây quanh ở bốn phía thân thể, hình thành gió lốc. Trương Huyền yên tĩnh ngồi ở giữa khí lưu, khí tức tiên quân đỉnh phong tăng thêm từng chút một, thân thể đánh vỡ ràng buộc, tựa như leo núi, nguyên bản đỉnh núi bằng phẳng, xuất hiện một đỉnh núi đâm vào không trung. Từng bước một đi lên, dược lực đan dược lưu chuyển ở trong người. Trương Huyền tựa như ở đỉnh núi thấy được một bóng người, Tôn Cường. Đang bị vây ở trên cùng, tràn đầy sốt ruột, lại không cách nào chạy trốn. Các loại trí nhớ cùng tên này ở trung hiện lên trong óc. Vị lão gia này, người muốn mua nhà. Đây là câu nói đầu tiên Tôn Cường nhìn thấy hắn. Thuộc hạ Tôn Cường, về sau lão gia có thể gọi ta Tiểu Cường. Đây là câu nói đầu tiên sau khi trở thành hạ nhân của mình. Thời gian trôi mau như nước chảy, dù Tôn Cường có đôi khi không quá đáng tin cậy, cũng ưa thích trang bức, không giống bản thân biết điều như vậy, nhưng hơn 2 năm ở chung, bản tính, thói quen sớm đã quen thuộc. Bản thân một mực tu luyện, mặc kệ thế tục, rất nhiều chuyện đều là vị này làm thay, tình nghĩa chủ tớ thâm nhập cốt tủy, không thể thay thế. Ta tới cứu ngươi. Hừ nhẹ một tiếng, hai tay nâng lên, ra sức bổ một phát. Ầm, đỉnh núi sụp đổ, ảo giác trước mắt biến mất, không còn đỉnh núi, không còn Tôn Cường, càng không có tu vi ràng buộc. Đại môn ngụy thần cảnh trong nháy mắt phá vỡ. Đây là tình chủ tớ. Trương Huyền mỉm cười, chiếu theo loại cảm giác trong lồng ngực kia, vận chuyển tiên lực. Trước đó lực lượng nghiêm ngặt dựa theo thiên đạo công pháp vận chuyển, không thể có một phân một hào sai lầm, như vậy mới có thể thành tựu vô thượng chân thân, uy lực vô tận. Mà bây giờ, chiếu theo tình cảm vận chuyển, không tận lực ràng buộc, cũng không đặc biệt tuân thủ, cảm thấy tất cả đều là công pháp, tất cả đều là chiêu số. Lấy tình làm công, lấy tình làm kiếm. Ầm ầm, bên tai vang lên âm thanh hoàng trung đại lữ, vô số linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, lực lượng nhanh chóng bạo tăng. Ngụy thần, cảnh giới vây khốn vô số cường giả thượng thương, rốt cục. Đến, nguyên lực đan tuyệt phẩm bị hấp thu hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt. Lần trước từ thông thần điện lấy được nguyên lực đan tuyệt phẩm đã triệt để sử dụng hết, còn linh khí ở đài tròn, cũng dùng trọn 20 phần. Người khác dùng một phần, liền có thể đột phá, hắn một người dùng 20 phần. Đáng tiếc mới ngụy thần cảnh trung kỳ, cách đỉnh phong còn có một khoảng cách rất lớn. Trương Huyền than thở một tiếng. Nguyên lực đan tuyệt phẩm, vẫn là số lượng quá ít, hắn đột phá lại có yêu cầu cực cao với linh khí, cho nên vẻn vẹn đột phá đến ngụy thần cảnh trung kỳ, 20 viên cũng đã tiêu hao hầu như không còn cách nào tiếp tục tiến bộ. Bộ công pháp này, là ta lĩnh ngộ tình cảm mới sáng tạo ra, đã như vậy, không bằng liền gọi thiên nhược hữu tình đi.
Suy nghĩ thoáng chút, Trương Huyền xác định tên. Có thể đột phá ngụy thần, là bởi vì Tôn Cường nhắc nhở, bởi vậy trước hết lĩnh ngộ tình nghĩa chủ tớ. Tình chủ tớ, quý ở thổ lộ tâm tình. Dù Tôn Cường chỉ là hạ nhân, nhưng mình có thể vì hắn, đối nghịch toàn bộ danh sư đường, vì hắn khiêu chiến cường giả thực lực cao hơn mình, những thứ này. Là nghĩa, là hiền. Tôn Cường biết rõ nguy hiểm, lại không rời không bỏ, dù nguy hiểm cũng không tiết lộ tin tức liên quan tới mình, là chung. Thiên đạo công pháp, có tình, rõ ràng cùng trước đó không quá tương đồng, tựa như có linh tính, có lực lượng thuộc về mình. Thử uy lực một chút. Lòng bàn tay có một đạo tiên lực xông ra, nhẹ nhàng bóp một cái. Bành! Không gian trước mắt lập tức xuất hiện một vết rách đen kịt. Trương Huyền ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Gặp qua không ít cường giả ngụy thần, hắn chỉ riêng thú sủng liền đạt tới 8 cái. Đối với loại thực lực này, biết hết sức rõ ràng, tình huống bình thường, hắn vừa mới đột phá, sức chiến đấu nhiều nhất tương đương vị ngụy thần tự bạo kia. Không nghĩ tới nhẹ nhõm liền bóp nát không gian, có thể đoán được, dù người kia ở trước mặt mình tự bạo, cũng khẳng định không làm bị thương mảy may. Đi ra, bàn tay run lên, giao long, cửu đầu hỏa phượng thú, cùng với đồng thường kiếm xuất hiện ở phía trước. Dùng lực lượng mạnh nhất của các ngươi công kích ta. Trương Huyền vẫy tay. Hô hô hô. Hai tiên thú ngụy thần cảnh, cùng một vũ khí ngụy thần cảnh tạo thành trận pháp hợp kích, điên cuồng công kích. Trương Huyền ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, chập ngón tay làm kiếm, liên tục điểm tới. Một lát sau, tiên thú cùng vũ khí từ không trung rơi trên mặt đất, không cách nào động đậy. Ba ngụy thần liên hợp công kích, vậy mà để hắn đứng dậy cũng không làm được. Chủ nhân, thực lực của ngươi. Giao long cùng cửu đầu hỏa phượng thú tràn đầy khó tin. Bọn chúng đột phá ngụy thần, tự nhận là đã rất mạnh, có thể đứng ở đỉnh phong của thế giới, nhưng ở trước mặt chủ nhân, vẫn giống như thái điểu, không đỡ nổi một đòn. Có cảm ngộ, đột phá đến ngụy thần. Trương Huyền đứng dậy, cười nhạt nói. Thu chúng nó về túi thú sủng, tinh thần khẽ động, triệu hoán phân thân ra. Cùng ta đối chiến một quyền. Bành! Trương Huyền giãy giụa bò dậy. Ngươi đi về trước đi, chờ ta đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, lại cùng ngươi đánh. Phân thân trở lại chữ vật giới chỉ. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền lắc đầu. Tên biến thái này, không chỉ đột phá ngụy thần, những ngày này vậy mà đã đến ngụy thần đỉnh phong. Thắng không nổi hắn cực kỳ bình thường. Bất quá lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, so với trước đó dường như càng thêm cường đại, ngụy thần cảnh trung kỳ đối chiến đối phương ngụy thần cảnh đỉnh phong, dù thua, nhưng thoạt nhìn chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chỉ cần đột phá tiếp, vô cùng có khả năng cùng cấp vượt qua đối phương. Chỉ là, nguyên lực đan tuyệt phẩm, đi đâu tìm. Thực lực của hắn bây giờ, đối với linh khí nhu cầu cao hơn, đan dược phổ thông, thậm chí tinh huyết cường giả ngụy thần cảnh, đối với hắn mà nói đều đã vô dụng. Duy nhất có trợ giúp chính là nguyên lực đan tuyệt phẩm, chỉ là thứ này vô cùng chân quý, cho dù đại tông môn như Lăng Vân kiếm các, hẳn cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Đi ra tĩnh thất. Vào tàng bảo khố chỉ tông chủ mới có thể đi, thời gian không dài đi ra. Nguyên lực đan tuyệt phẩm là có điều chỉ tìm được 10 viên. Cùng đi trục tinh cung đi. Tu vi đột phá, không cần thiết tiếp tục ở đây, Trương Huyền thả ra đám người giao long, Triệu Nhã, Tôn Cường, toàn bộ mang theo, cấp tốc bay về phía trục tinh cung. 3 ngày sau, lần nữa trở lại đại điện trục tinh cung, gặp đám người Giang Giao, Triệu Nguyệt, cùng với Khôi Hiểu, Tần Nguyên, Hàn Kiếm Thu. Hỏi thăm một phen, ba đại tông môn còn lại cũng có nguyên lực đan tuyệt phẩm, có điều số lượng không tính quá nhiều, tổng cộng 27 viên. Nói cách khác, bốn đại tông môn toàn bộ cộng lại, hết thảy 37 viên. Tìm một tĩnh thất, nuốt hết toàn bộ, tu vi lần nữa có tiến bộ, đạt đến ngụy thần cảnh hậu kỳ. Tu vi càng cao, hiệu quả của đan dược càng thấp. Trước đó 20 viên, để cho ta từ tiên quân đỉnh phong đạt đến ngụy thần cảnh trung kỳ, mà bây giờ, 37 viên. Chỉ đột phá trung kỳ mà thôi. Muốn vào đỉnh phong, chỉ sợ ít nhất phải 100 viên trở lên. Tu vi càng cao, đối với linh khí nhu cầu cũng hoàn toàn khác biệt. 20 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm, có thể để cho hắn từ tiên quân đỉnh phong đột phá đến ngụy thần trung kỳ. Nhưng từ hậu kỳ đi vào đỉnh phong, không có 100 viên rất khó hoàn thành. Chỉ bất quá. Vơ vét xong 4 đại tông môn cũng mới 37 viên, 100 viên đi đâu tìm. Tông chủ. Nguyên lực đan tuyệt phẩm chỉ có ngụy thần mới có thể sử dụng, 6 đại tông môn tình huống bình thường chỉ có một vị cường giả cấp bậc này, số lượng không nhiều là rất bình thường, nhưng thông thần điện khác biệt,
nắm giữ một chữ thần, hoàn chỉnh, ngụy thần không biết bao nhiêu, loại dược vật cấp bậc này, khẳng định sẽ có không ít. Biết ý nghĩ của hắn, Hàn Kiếm Thu giải thích. Người ý tứ là, thông thần điện có rất nhiều. Cũng đúng. Lần trước 20 viên, chính là từ thông thần điện lấy được, số lượng loại thuốc này, khẳng định vượt qua 6 đại tông môn. Chỉ là cùng Khổng Sư đều chiến đấu, tổng bộ thông thần điện bị nổ. Dù muốn đi, đối phương cũng sẽ không cho. Ta không phải có lệnh bài của Khổng Sư sao? Quản hắn có đồng ý hay không, thấy lệnh bài như thấy điện chủ, chỉ cần muốn, không cho cũng phải cho. Mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó sử dụng thứ này sợ bị thần điện truy tung, cuối cùng gặp phải vây giết, hiện tại đã đạt đến ngụy thần cảnh hậu kỳ, thiên hạ trừ vị Khổng Sư kia, lại không người có thể địch, còn sợ cái gì? Nếu như đối phương thật tới ngược lại tốt, tương đương với tặng đầu người, đưa trang bị. Hiện tại thông thần điện còn có thể đi vào không? Trương Huyền mỉm cười. Có thể. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Tuy tổng bộ thông thần điện bị hủy, điện chủ chạy trốn, nhưng thông thần điện giả lập không gặp phải phá hoại, vẫn có thể truyền lại tin tức, tùy thời tiến vào bên trong. Ta đi qua nhìn một chút. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lấy ra ngọc phù trước đó sử dụng, tinh thần khẽ động, tiến vào bên trong. Sử dụng vẫn như cũ là ngọc phù tiên quân cảnh. Hắn đột phá ngụy thần, trước mắt mà nói xem như cơ mật, bọn người Hàn Kiếm Thu không biết, lúc đi ra cũng là lấy thực lực tiên quân đỉnh phong gặp người. Lần nữa đến trước đài, cổ tay khẽ đảo, đưa lệnh bài tới. Ta cần 100 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm. Trương Huyền nói. 100 viên. Một vị trưởng lão của thông thần điện cái cổ co rụt, tuần tra phút chốc mới nói. Chỗ chúng ta không có nhiều như vậy, chẳng qua có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác chuyển hàng. Trong một ngày hẳn là có thể gom góp. Tốt, trước lấy tới các ngươi có, còn lại sau một ngày ta sẽ tới lấy. Trương Huyền nói. Vâng. Vị trưởng lão này vội vã lui ra ngoài, không đến nửa canh giờ, đưa tới mấy cái bình ngọc. Hết thảy 30 viên. Ừm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, ý niệm lui ra. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thông thần ngọc phù, trước đó còn lo lắng Khổng Sư có thể hủy bỏ quyền hạn hay không, không nghĩ tới lại còn tác dụng. Hẳn là hắn bị thương chạy trốn, nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, không quan tâm những sự tình vặt vãnh khác, nhưng đoán chừng cũng chỉ một cơ hội này. Mặc dù đối phương nói, một ngày có thể gom góp 70 viên còn lại, nhưng một khi tin tức này truyền lại tổng bộ thông thần điện, đoán chừng lệnh bài này sẽ hết hiệu lực, cũng lại là không cầm được. Dù sao đã thành đối thủ, ngu nữa cũng không có khả năng lấy ra đồ vật của mình đi nuôi địch. Cho nên lần này có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chỉ có thể coi là mua bán lời một lần. Hết chương 3727. Chương 3728. Tế đàn truyền tống. Mượn lệnh bài của Khổng Sư ban cho, lấy tới 30 viên nguyên lực đan, Trương Huyền đặc biệt chạy đến hải vực phía ngoài Trục Tinh Cung, một người đợi chốc lát. Thủy Chung không thấy có người thần điện tới giết hắn. Trong lòng có chút thất lạc. Trước kia không chỉ đưa đan dược, còn tặng đầu người, hiện tại đan dược không muốn đưa, đầu người cũng không muốn đưa. Vị Khổng Sư này, từ khi bị bản thân phát hiện bộ mặt thật, đã không còn khí độ như trước. Sớm biết liền không khoe anh hùng đi thần điện. Lại đợi hơn một canh giờ, phát hiện quả thực không người, Trương Huyền đành phải lần nữa trở lại Trục Tinh Cung. Trước đó, Khổng Sư, nói, hắn bị trấn áp mấy ngàn năm, còn không có triệt để khôi phục, lại thêm phân ra lực lượng giải phong thần điện, cho nên thực lực chân chính không phải yếu đuối như vậy, nếu không sẽ không bị phân thân cùng các tiên thú liên hợp đánh bại, chỉ là... Là ai trấn áp hắn? Vị Khổng Sư này từng nói, bị trấn áp mấy ngàn năm. Thần điện cũng bị diệt mất, đủ để chứng minh mạnh mẽ, thế lực siêu thoát nhất cũng không đối phó được, lại có ai có loại bản lĩnh này, trực tiếp trấn áp hắn mấy ngàn năm, đến bây giờ mới tỉnh lại. Nghĩ một lát, Thủy Chung không rõ ràng cho lắm, đành phải không nghĩ nhiều nữa. Vừa được nuốt 30 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm, tu vi cách ngụy thần cảnh đỉnh phong chỉ kém một tia, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, con mắt Trương Huyền sáng lên. Lần nữa kêu phân thân ra. Lần này hai người chiến khó bỏ khó phân, lực lượng của hắn so với phân thân không kém chút nào, thế mà lực lượng ngang nhau. Nhưng này là dưới tình huống hắn không có dùng kiếm pháp. Rốt cục mạnh hơn phân thân. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy cảm xúc. Từ khi có phân thân, cùng cấp bậc một mực bị đối phương nghiền ép, cho đến lĩnh ngộ công pháp chân chính thuộc về mình, mới coi như vượt qua một bậc. Là thời điểm đi thần điện. Ra khỏi phòng,
Trương Huyền lộ ra tự tin nồng đậm. Cũng nên đi thần điện cứu Đỗ Thanh Diên, giải quyết tất cả ân oán. Còn vị kia, đến cùng phải Khổng Sư thật hay không, cũng coi như có thực lực tới đối mặt, hơn nữa nghĩ biện pháp vạch trần hắn. Tìm đám người Triệu Nguyệt cùng Giang Giao, để Ngột Thần lấy tế đàn ở dị linh tộc kia ra. Tông chủ, ta sợ người biết chuyện này, đối phương khẳng định cũng rõ ràng, vô cùng có khả năng, đã ở thần điện mai phục xuống Thiên La địa võng. Hàn Kiếm Thu tràn đầy lo lắng. Đối phương ngay cả tế tự sử dụng ngôn ngữ đặc thù cũng có thể nắm giữ, khẳng định lý giải tế tự vượt xa tất cả mọi người ở đây. Người có thể rõ ràng, trải qua tế đàn tế tự, có thể truyền tống người qua, đối phương làm sao không biết. Có lẽ đã bố trí xong cạm bẫy, chờ ngươi đi qua. Không làm như vậy không có cách nào cứu Đỗ Thanh Diên ra, ta cũng không có khả năng một mực ở nơi này hao tổn. Trương Huyền lắc đầu. Hắn biết điểm ấy, nhưng để hắn một mực hao tổn, không làm được. Mấu chốt nhất là, vị Khổng Sư kia, hắn giao thủ qua, không có triệt để khôi phục cũng cùng phân thân chiến đấu tương xứng, một khi khôi phục lại, ai còn có thể chiến thắng. Thật tới khi đó, mình bị giết ngược lại là việc nhỏ, người có liên quan khẳng định cũng không sống nổi. Mặc kệ vì cái gì, hiện tại cũng không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước. Lão sư, chúng ta muốn đi cùng ngươi. Đám người Triệu Nhã đi tới trước mặt. Thực lực các ngươi bây giờ còn quá yếu, những bình ngọc này, bên trong nắm giữ lực lượng đặc thù đột phá ngụy thần, tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu như nắm giữ thực lực ngụy thần, liền có thể giúp ta. Trương Huyền khoát tay áo, cũng không nhiều lời, cong ngón tay búng một cái, khí tức đặc thù bắn tới. Đám người Triệu Nhã tới thượng thương thời gian quá ngắn, dù hiện tại tài nguyên đủ, công pháp cũng có, nhưng cách ngụy thần vẫn có khoảng cách rất lớn. Đi thần điện mà nói, đừng nói không cách nào trợ giúp bản thân, vô cùng có khả năng bị bắt lại, để cho mình sợ ném chuột vỡ bình. Như thế còn không bằng để cho bọn họ tiếp tục ở đây tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Biết lão sư lo lắng, đám người Triệu Nhã không nói thêm lời, từng cái siết chặt nắm đấm. Lão sư đi mạo hiểm. Mà bọn họ làm đệ tử, lại bởi vì tu vi yếu không cách nào làm thay, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Hàn Kiếm Thu, ta đối với thần chi kiếm ý lại có lĩnh ngộ mới, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. An bài xong tất cả đệ tử, Trương Huyền đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hàn Kiếm Thu. Đa tạ tông chủ. Hàn Kiếm Thu mắt sáng rực lên. Những ngày này hắn một mực nghiên cứu, trước đó tông chủ ban cho pháp quyết tu luyện thần chi kiếm ý. Khoảng cách đột phá chỉ kém một tia cuối cùng, nếu có lĩnh ngộ mới, có lẽ có thể dung hội quán thông, trực tiếp đột phá. Một khi lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, dựa vào thực lực ngụy thần cảnh, coi như không cách nào khôi phục vinh quang của tiên tổ, nhưng lần nữa đối mặt thông thần điện, cũng khẳng định không bị động giống như hiện tại. Chẳng qua bộ kiếm pháp kia, là ta một mình lý giải, đã cùng thần chi kiếm ý trong tông môn có sai biệt nhất định, muốn học tập, trước cần bái nhập môn hạ của ta. Thu ngươi làm đệ tử giảng bài, không biết Hàn trưởng lão có nguyện ý hay không? Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Hắn cũng không phải làm nhục đối phương, mà là nhìn xem có thể ngưng luyện ra thiên đạo chi thư hay không. Sắp đi thần điện, dù tu vi tiến bộ rất nhiều, nhưng đối mặt vị Khổng Sư kia, vẫn không có nửa điểm tự tin. Mà nếu có một cái, hoặc hai cái thiên đạo chi thư mà nói, khẳng định sẽ không bị động như vậy. Chỉ cần thu đồ. Làm cho đối phương thật tâm thật ý cảm ơn, liền có thể sinh ra, không nhất định cần làm đệ tử thân truyền. Tốt. Sửng sốt một chút, Hàn Kiếm Thu gật đầu. Không ít cường giả có quy củ không phải môn nhân không truyền, thần chi kiếm ý, ảo diệu vô tận, cho dù đối phương là tông chủ, không muốn truyền ra ngoài, cũng là hiện tượng bình thường. Học sinh giảng bài mà thôi, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Thấy hắn đồng ý, ngón tay Trương Huyền điểm một cái. Lý giải kiếm đạo lập tức đi vào đầu của đối phương. Tay cầm trường kiếm không ngừng vung vẩy, không biết qua bao lâu, trong cơ thể Hàn Kiếm Thu, một âm thanh thủy tinh nghiền nát vang lên, ngay sau đó lực lượng toàn thân ầm ầm nổ tung, tựa như cả người biến thành một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh lùng. Ta lĩnh ngộ. Con mắt Hàn Kiếm Thu đỏ thẫm. Vì lĩnh ngộ chiêu kiếm ý này, hắn hao tốn không dưới 100 năm khổ tu, đáng tiếc không có thành công, không nghĩ tới cuối cùng hoàn thành. Đa tạ lão sư tác thành. Hàn Kiếm Thu quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính. Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần đi vào thư viện, chờ giây lát, cũng không phát hiện thiên đạo chi thư, nhịn không được nhăn mày lại. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần thu đồ,
hơn nữa thu hoạch được đối phương chân chính cảm ơn, liền có thể sinh ra thiên đạo chi thư, vì sao hết lần này tới lần khác lần này mất linh? Chẳng lẽ Hàn Kiếm Thu không phải chân chính cảm ơn? Đứng lên đi! Biết không cách nào hỏi thăm, nâng đối phương dậy, nhìn về phía Giang Giao, Tần Nguyên, Khôi Hiểu. Phương pháp giống nhau, bản thân lý giải đối với tu luyện, thuần thú, võ kỹ, truyền thụ đi qua, ba người cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, tu vi giam cầm bị đánh vỡ, cũng xưng hô lão sư, nhưng chỉ có Giang Giao hình thành thiên đạo chi thư. Xem ra cái gọi là cảm ơn, không riêng gì ở sâu trong nội tâm, còn quan hệ trình độ khát vọng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đám người Hàn Kiếm Thu, Khôi Hiểu, Tần Nguyên, dù cũng cảm ơn mình, nhưng bản thân bọn hắn là tông chủ, càng là cường giả ngụy thần cảnh, coi như cảm ơn, cũng sẽ không quá kích động. Giống như mời đầu bếp ăn một bữa cơm, đối phương chưa chắc sẽ đặc biệt cảm ơn, nhưng cho hài đồng một cái kẹo que, liền cảm thấy ngươi là người tốt nhất thiên hạ. Trải qua càng nhiều, đối với nhu cầu sẽ càng đạm bạc. Bản thân Giang Giao không phải tông chủ, lại cùng Trương Huyền trải qua hãm không chi thành, suýt chút nữa tử vong, lần nữa ban cho công pháp tu luyện, tương đương một cọng rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà, trong lòng cảm ơn có thể tưởng tượng được. Còn ở danh sư đại lục đạt được thiên đạo chi thư tương đối dễ dàng, chắc là văn hóa sư đạo truyền thừa hun đúc vài vạn năm, người người đối với lão sư đều phát ra kính trọng từ nội tâm, chỉ cần bái sư, nhất định thật tâm thật ý thần phục. Mà thượng thương, dù cũng tôn sư trọng đạo, nhưng so sánh với danh sư đường nắm giữ danh sư đại lục, còn kém một đoạn dài. Cảm ơn, cũng là một loại tình cảm. Trương Huyền cảm xúc, đã sớm biết thiên đạo chi thư hình thành thế nào, nhưng vẫn không quá để ý. Sớm biết như vậy, có lẽ đã sớm có thể sáng chế thiên nhược hữu tình, không đến mức một mực vây ở tiên quân cảnh hơn nửa tháng. Bắt đầu đi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Trương Huyền không nói nhiều nữa. Hô, kèm theo đồ vật tế tự thiêu đốt, tế đàn cách đó không xa lơ lửng, tỏa ra khí tức để cho người ta ngừng thở. Ngột thần ngâm sướng ngôn ngữ đặc thù, hỏa diễm nóng rực lên, không gian trước mắt không ngừng vặn vẹo, giống như đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lão sư, không bằng ta đi qua nhìn một chút, nếu có nguy hiểm, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hàn Kiếm Thu vội vàng đi tới trước mặt. Ta tới đi, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Khôi Hiểu trưởng lão nói. Thấy hai người tràn đầy sốt ruột, Trương Huyền cười cười. Không cần, ta đi qua trước, mặc kệ nguy hiểm hay không, các ngươi theo sau liền tốt, coi như đối diện là thần điện, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Tốt! Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Xông thần điện, vài ngàn năm trước, các tiền bối thành công qua, có lẽ lần này lại có hy vọng. Chẳng qua mặc kệ thành công hay không, thần điện đã lộ ra nanh vuốt sắc bén, như vậy sáu đại tông môn cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Vì tông môn truyền thừa mấy ngàn năm, cũng phải dũng cảm quên mình. Hô! Bước ra một bước, đi tới trước cửa, thân thể Trương Huyền khẽ động, thẳng tắp tiến vào bên trong. Không gian trước mắt xuất hiện vặn vẹo, nhẹ nhàng cười một tiếng, thả phân thân ra, bản thân lại lần nữa đi vào chữ vật giới chỉ. Giống như những người khác nói, thần điện nguy cơ trùng trùng, vô cùng có khả năng đã bố trí thiên la địa võng, phân thân thân thể bất tử, vọt tới phía trước thích hợp nhất. Tiên lực vận chuyển, bước ra một bước. Phân thân từ trong không gian chui ra. Đây là nơi nào? Xuất hiện ở trước mắt không phải là thần điện trước đó nhìn thấy, cũng không phải tổng bộ thông thần điện bị nổ hủy, mà là một thông đạo hẹp dài, lan tràn vào hư không, không nhìn thấy phần cuối. Tế đàn hắn truyền tống tới, ngay ở dưới chân. Hết chương 3728. Chương 3729. Phân thân không được đi vào. Không có nguy hiểm. Một thân ảnh tương đồng xuất hiện ở trước phân thân. Còn tưởng truyền tống tới, liền sẽ gặp phải vô số ngụy thần vây công, không nghĩ tới nửa cái bóng người cũng không có. Chẳng qua nơi này có chút cổ quái. Thoạt nhìn càng không có người, ngược lại càng để cho người ta bất an. Từ trên tế đàn nhảy xuống, vừa định chờ đợi đám người Khôi Hiểu xuyên qua, đột nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng bắt về phía trước. Bàn tay còn không có chạm đến tế đàn, một đạo kiếm mang từ dưới đất bắn tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lực lượng cuồng bạo bao phủ, tế đàn không chịu nổi, tại chỗ vỡ vụn thành mấy khối. Ánh sáng lóng lánh, bởi vì tế đàn nghiền nát mà ngưng hẳn, cổng không gian biến mất tại nguyên chỗ. Phốc! Ngột thần phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vàng như nến, thân thể không ngừng run rẩy. Thế nào rồi? Thấy bộ dáng của hắn,
đám người Khôi Hiểu vội vàng nhìn lại. Có người ra tay làm hỏng tế đàn, triệt để cắt đứt liên hệ, Trương sư không về được. Vẻ mặt Ngột Thần trắng bệch. Về không được có ý tứ gì? Mọi người ngẩn ngơ. Ngột Thần nói, tế đàn Trục Tinh Cung chỉ có một cái, bị phá hư mất, thông đạo đi vào thần điện liền triệt để phá hoại, coi như chúng ta muốn đi cứu người cũng làm không được, cùng lý, đối phương cũng không cách nào lại thông qua thông đạo trở về. Cái này, mọi người đều không ngừng run rẩy. Đám người Triệu Nhã con mắt đồng thời đỏ lên. Lão sư về không được, sẽ có nguy hiểm gì không? Đều tại chúng ta, thực lực không đủ, nếu không lão sư chắc chắn sẽ không có loại nguy hiểm này. Phải nhanh tăng thực lực lên. Mấy người nghiến răng, trong mắt lộ ra kiên định. Nhìn tế đàn bị đánh nát trước mắt, nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Không phải hắn phản ứng không đủ nhanh, mà là đối phương đã sớm ở dưới tế đàn lưu lại trận pháp, chỉ cần mình vừa qua, trận pháp sẽ khởi động, tự động hủy diệt, triệt để phá hủy đường lui. Nói cách khác, từ giờ trở đi, mặc kệ đối phương bố trí xuống từ cục gì, cũng chỉ có thể một mình ứng đối, không cách nào trở về. Ngươi không phải vẫn muốn thư viện của ta sao? Không còn tế đàn, ngươi làm sao tế tự? Tâm cảnh vận chuyển, nội tâm không có chút rung động nào, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn quanh, trầm giọng nói. Đối phương phái ra đám người phù trầm tử bắt Đỗ Thanh Diên cung chủ, là vì thứ này mà tới, bố cục lâu như vậy, giờ phút này lại phá hủy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ đối phương đã không muốn thư viện? Âm thanh quanh quẩn, chờ giây lát, không có bất kỳ trả lời gì. Vị khổng sư kia, hình như căn bản không có ở đây. Chỉ có thể đi về phía trước. Không biết đối phương đến cùng làm cái gì, lại có mục đích gì, cảm giác có chút âm mưu, nhưng lại không thể không vào, Trương Huyền nhíu mày, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Phân thân theo sát phía sau. Thông đạo không dài, không đi quá xa, một đại điện rộng lớn xuất hiện ở phía trước. Khác biệt thần điện trước đó nhìn thấy, càng thêm hùng vĩ đồ sộ, chấn áp ở trong một vòng xoáy khí lưu to lớn. Triệt để phủ kín nó, một tia lực lượng cũng thấu không ra được. Trương Huyền cau mày. Cảnh tượng trước mắt giống như miệng một vòng xoáy, bị một cái tàu thủy vạn tấn che chắn, bốn phía nổi lên gợn sóng, thủy chung không cách nào dung chuyển mảy may. Cái cung điện này, đúng là như thế. Luồng khí xoáy màu đen, tựa như thông hướng hắc ám không biết tên, khiến người ta run sợ, lại bị cung điện trước mặt trấn áp, tựa như van ngăn chặn dòng nước, cái nắp miệng bình. Sau khi tế đàn nổ nát, đằng sau đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên. Đi vào đi. Mặc kệ âm mưu gì, cũng chỉ có thể đi vào trong đó, tìm đáp án, một mực ở lại bên ngoài, khẳng định không giải quyết được. Cùng phân thân đi tới cửa đại điện, hai cây cột to lớn cắm vào hư không, tựa như đóng cả cung điện ở nơi này, để nó không theo gợn sóng mà lưu động. Lông mày nhíu một cái, Minh Lý chi nhãn vận chuyển, liếc mắt nhìn cây cột. Là vũ khí ngụy thần cấp. Trong lòng Trương Huyền chấn động. Cấp bậc hai cây cột kia, vậy mà đều đạt đến ngụy thần cấp. Đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhấn tới, kiếm khí gào thét, không gian bị đánh nát. Đinh đinh đinh. Rơi vào trên cây cột, lấp lánh ra tia lửa, một điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Một cây cột cũng lợi hại như vậy, đây rốt cuộc nơi nào? Ánh mắt Trương Huyền run lên. Một cây cột phổ thông, dùng hết lực lượng toàn thân cũng chém không phá. Cái cung điện này, so với thần điện trước đó, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Cửa chính đại điện không khóa, cũng không đóng lại, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Làm sao không đi? Quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện phân thân không đuổi theo, Trương Huyền nhíu mày. Ta không qua được. Phân thân tiến về phía trước một bước, ngay sau đó cảm thấy áp lực đặc thù kéo tới, kìm lòng không được lui về phía sau, tiếp tục tiến lên, lại lui về phía sau. Giống như trước cửa đại điện có một bình phong vô hình ngăn cản hắn, không để cho đi vào. Không qua được. Trương Huyền lui về phía sau hai bước, đi tới địa phương phân thân bị ngăn cản, đưa tay sờ qua, trống không, không có cái gì, nhưng phân thân muốn tiến lên, lại thủy chung không có bất kỳ biện pháp nào. Trước vào chữ vật giới chỉ đi. Trương Huyền vẫy vẫy tay, thu phân thân vào nhẫn, quay người lại đi vào, lần nữa đi tới trước mặt bình chướng, phân thân bất ngờ xuất hiện, rơi xuống ở bên ngoài. Trương Huyền sững sờ. Giấu ở trong chữ vật giới chỉ cũng bị đuổi ra. Cái bình chướng không nhìn thấy này, cũng quá bá đạo a. Đã vào không được, ngươi chờ ở đây đi. Lại thử mấy lần, đủ loại phương pháp đều dùng một lần, phân thân đều không cách nào đi vào, Trương Huyền đành phải bàn giao.
xem ra đối phương biết phân thân mạnh mẽ, không biết dùng phương pháp gì hạn chế đi vào. Trong lòng Trương Huyền âm thầm cảnh giác. Trước đó vị khổng sư kia dù lợi hại, nhưng ngay cả phân thân cũng đánh khó bỏ khó phân, đoán chừng nhìn ra thực lực của hắn, không biết dùng thủ đoạn gì để cho bản tôn mình đơn độc đi vào. Nói như vậy, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Vào hay không vào? Bàn tay nắm chặt đồng thường kiếm, Trương Huyền hít sâu một hơi. Không nói trước đường lui bị phá hỏng, chỉ nói tu vi đã đột phá ngụy thần, không dám đối mặt vị khổng sư kia, nói gì về sau phá vỡ không gian đi vào thần giới, đều chỉ là mơ mộng hão huyền. Tu luyện giả, tâm cảnh cực kỳ quan trọng. Không sợ hãi, mới có thể thẳng tiến không lùi. Chỉ sợ đối phương cố ý để phân thân không cách nào đi vào, chính là cho bản thân một cái tâm lý chiến. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, bản tôn gặp nguy hiểm, liền chết thật rồi. Dứt bỏ tâm tình tiêu cực, Trương Huyền nhấc chân đi vào đại điện. Đã quyết định làm, cái khác đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Trong cung điện một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trước mắt hắc ám, tựa như xâm nhập giác quan và tinh thần, cho dù minh lý chi nhãn cũng nhìn không thấu. Ta đã đi vào, muốn giết ta, động thủ đi. Tay cầm trường kiếm, Trương Huyền nhìn quanh bốn phía. Âm thanh khuấy động, đâu đâu cũng có tiếng vang, nhưng không có bất kỳ trả lời. Lui về phía sau mấy bước, sống lưng Trương Huyền phát lạnh, ngay sau đó nhíu mày. Vừa rồi từ cửa chính đi vào, cũng chỉ đi mấy bước, vậy mà cửa phía sau hộ không thấy. Nói cách khác, chỉ sợ đã lâm vào một trận pháp cổ quái nào đó. Thiếu hụt, bàn tay rơi vào trên vách tường sau lưng, nhẹ nhàng sờ một cái. Mặc kệ trận pháp gì, cái gì cổ quái, chỉ cần thư viện còn, liền có thể dò xét ra kết quả. Ông, một tiếng kêu khẽ, trong đầu không có thư tịch xuất hiện. Nơi này có thể ngăn cách thiên đạo. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Xem ra là thủ đoạn của vị khổng sư kia không thể nghi ngờ, sự tình bản thân nắm giữ thiên đạo có thiếu, trừ hắn và Lạc Nhược Hy, không người biết được, trước hết để cho phân thân không cách nào đi vào, sau đó lại ngăn cách thiên đạo, để thư viện không thể sử dụng. Thậm chí minh lý chi nhãn cũng dùng không được. Đối phương là muốn mình thành người mù, tươi sống chém giết. Con mắt không thể dùng, thần thức cũng không cách nào dò xét, chỉ có thể dựa vào lỗ tai. Trong lòng căng thẳng, nhưng không hoảng hốt, Trương Huyền nhắm mắt lại, dùng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Tí tách, nơi xa truyền đến âm thanh giọt nước. Đi, trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm tới. Giọt nước rơi vào biển cả. Một chút dấu vết cũng không có lưu lại, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Đang nghi ngờ, âm thanh khổng sư vang lên. Trước khi giọt nước nhỏ sạch, đi ra gian phòng này, rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi đây. Trương Huyền cau mày. Đối phương không phải cố ý lừa gạt mình tới sao? Vì sao lại muốn mình rời đi? Tế đàn bị hủy, có rời khỏi nơi đây hay không, ngược lại cũng sẽ một mực vây chết, cho nên chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn làm. Tìm đối phương cứu, Đỗ cung chủ ra. Hít sâu một hơi, Trương Huyền rõ ràng âm mưu của đối phương. Hiện tại coi như ra ngoài, cũng không cách nào rời đi, chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu tiếp tục tiến lên, mặc kệ mục đích gì, toàn bộ phá vỡ, chắc hẳn liền có thể nhìn thấy đối phương. Cái gì cũng không nhìn thấy, không có công kích, hẳn là một khốn trận. Xác định ý nghĩ, lại không làm chuyện vô ích, trong lòng Trương Huyền suy nghĩ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ngăn cách thần thức cùng tinh thần, thậm chí thư viện cũng không thể sử dụng, trong điện khẳng định là một khốn trận vượt quá tưởng tượng. Nếu là trận pháp, linh khí bốn phía nhất định không tương đồng, chỉ cần tìm được quy luật linh khí, xác định vị trí trận tâm, trận kỳ, phá giải liền rất đơn giản. Phương pháp phá trận xuất hiện ở trong lòng, Trương Huyền cẩn thận cảm ứng. Trận pháp, có trận kỳ, trận tâm tồn tại, linh khí nhất định không phải phân phối bình quân. Chỉ cần tìm được quy luật trong đó. Liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Đây cũng là thủ đoạn phá trận cơ sở nhất. Thân là trận pháp sư mạnh mẽ nhất danh sư đại lục, đã sớm xe nhẹ đường quen. Không đúng, linh khí nơi này, hình như hoàn toàn tương đồng. Cảm ứng một cái, phát hiện linh khí bốn phía vậy mà độ dày hoàn toàn tương đồng, không có bất công, Trương Huyền nhìn không được sững sờ. Đi về phía trước hai bước, lại cảm ứng một chút, độ dày linh khí vẫn tương đồng. Trái phải mỗi bên đi vài bước, cũng tương đồng. Chẳng lẽ, không có trận tâm, trận kỳ? Không thể. Chỉ cần là trận pháp, đều có thứ này tồn tại.
Một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tuy không nhìn thấy kim đồng hồ phía trên, nhưng hắn cầm ở trong lòng bàn tay, chỉ cần kim đồng hồ động đậy, còn có thể cảm ứng được phương hướng và lực lượng. Hết chương 3729. Chương 3730. Thiên đạo trùy pháp. Trong cảm ứng, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, thủy chung không cách nào dừng lại. Loại tình huống này, không phải linh khí quá loạn, chính là quá ổn định, độ dày linh khí trên dưới chung quanh hoàn toàn tương đồng. Linh khí giống như dòng nước, nước giếng cạn có thể làm được yên tĩnh không gợn sóng, nhưng chỉ cần có người hoặc vật đi vào, tất nhiên sẽ sinh ra gợn sóng. Từng đạo ý niệm lóe lên, tựa như khuấy động ra tia lửa. Linh khí trước mắt, ta đi vào nhưng không có thay đổi mảy may, chỉ có thể nói rõ một điểm, hoặc là linh khí nơi này quá mức quỷ dị, không phù hợp lẽ thường, hoặc cảm ứng linh khí là sai. Cái khốn trận này cho một loại ảo giác, để tu luyện giả ngay cả linh khí cũng phân biệt không ra. Tuy chưa từng thấy trận pháp này, nhưng ở danh sư đại lục, thượng thương đọc qua vô số thư tịch liên quan tới trận pháp, tất cả hiện lên ở trong óc, sự tình người khác khó có thể lý giải ược, ở trước mặt hắn cũng không phức tạp. Phong bế lục thức. Rõ ràng hiệu quả lớn nhất của khốn trận chính là ảnh hưởng giác quan của tu luyện giả, hai mắt Trương Huyền nhắm nghiền, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong bế lục thức. Trong tích tắc, hắn giống như đi vào một vị trí hắc ám, không nhìn thấy, không nghe được, thậm chí tinh thần cũng lâm vào ngủ say. An tĩnh phút chốc, phảng phất như nhìn thấy một chỗ nước rò rỉ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỗ nước rò rỉ không lớn, dòng nước bên trong từng giọt rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tí tách. Chính là chỗ này. Hô khẽ một tiếng, Trương Huyền cũng không động đậy, trong đan điền, một tiếng kiếm reo vang lên, thần chi kiếm ý cùng thân thể dung hợp bỗng nhiên nhảy ra, nhẹ nhàng vụt qua, hóa thành thiên địa cự kiếm giò chém xuống. Phần phật, màn sân khấu bị đánh rơi, quang minh lần nữa trở lại tầm mắt. Trương Huyền mở mắt ra, quả nhiên thấy cung điện trước đó đưa tay không thấy được năm ngón, vô số bó đuốc cháy hừng hực, chiếu rọi giống như ban ngày. Cái khốn trận này, quả nhiên vây khốn chính là nội tâm. Trương Huyền thở ra một hơi, cuối cùng thành công. Loại trận pháp này, triệt để vây khốn người, cho dù là linh hồn cũng không cách nào chạy ra, muốn phá giải, chỉ có một phương pháp, nhìn thấy, nghe được, thần thức dò xét đều không thể tin, phong bế lục thức, dùng nội tâm cảm ứng. Cùng trận pháp bình thường không có liên quan quá nhiều, chỉ cần tâm linh tinh thuần, hơn nữa tâm cảnh mạnh mẽ, liền có thể rất nhanh phát hiện, hơn nữa loại bỏ. Nói cách khác, người bị nhốt, dù đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cũng có thể giống như hắn, thành công phá trận. Ở trong 1/10 thời gian quy định, phá vỡ chu tâm trận, tu vi cùng tâm cảnh đều không tệ, đã có tư cách đi vào tầng thứ hai. Âm thanh khổng sư tiếp tục vang lên. Một thang đá bất ngờ xuất hiện. Chu tâm trận, có tư cách, ngươi đang làm cái gì? Trương Huyền tràn đầy hồ đồ. Vốn cho rằng nếu đối phương đã đoán được bản thân sẽ thông qua tế đàn truyền tống tới, khẳng định đã sớm làm ra chuẩn bị, mai phục vô số ngụy thần chém giết mình, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là trận pháp, lại là tầng thứ hai. Cái tên này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bốn phía yên tĩnh, vẫn không có người trả lời. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhấc chân đi tới. Bước lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm thấy một cỗ uy áp đặc thù nghiền ép đến, tựa hồ muốn bài xích linh hồn của hắn từ trong thân thể ra ngoài. Hẳn là thần linh mang tới. Lông mày dương lên, Trương Huyền tiếp tục tiến lên. Lực lượng trước mắt, để cho người ta từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực, như là huyết mạch áp chế. Tựa như người bình thường nhìn thấy hổ, sẽ kìm lòng không được run chân. Đến từ sâu trong linh hồn, không cách nào trốn, cũng không có cách nào từ chối. Bất quá đối với hắn mà nói, không tính là gì. Vù! Mặt dây chuyền phát ra khí tức ấm áp lực nhất thời tiêu tán không thấy hình bóng. Trương Huyền chậm rãi tiến lên, rất mau tới tầng thứ hai. Đồng dạng là cung điện rộng lớn, trên mặt tường bốn phía treo 8 bức tranh, hiện bố cục bát quái, phảng phất như trấn áp cái gì. Trương Huyền nhìn lại. Bên trên vẽ lấy 8 người, có tay cầm trường kiếm, có tay cầm trường đao, có cầm roi sắt, có cầm chùy sắt. Hình dáng khác biệt. Còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy áp bách xuyên thấu qua tranh vẽ, nghiền ép đến trên người, cho người ta một loại cảm giác phong mang. Trình độ thư họa không cao, nhưng người vẽ tranh thực lực rất mạnh. Tuy là mấy bút đơn giản, lại hòa thần vận của họa sĩ vào trong đó, ngụy thần đỉnh phong cũng không thể chống lại. Trương Huyền ở danh sư đại lục đã đạt đến thư họa sư cửu tinh,
Lý Giải Thư họa không nói có thể sánh vai Khổng Sư, khẳng định cũng sẽ không cách biệt quá xa. Bức tranh trước mắt, bút tích đơn giản, họa phong thô ráp, ở danh sư đại lục, thư họa sư tam tinh bình thường liền có thể vẽ ra, nhưng trong đó ẩn chứa thần vận và lực lượng, cũng không phải thư họa sư bình thường có thể hoàn thành. Thậm chí xem như hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ là, thần linh tự mình cầm bút? Chỉ sợ chỉ có thần linh tự mình vẽ tranh, mới có thể ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy ở trên giấy bình thường, để nó ở đây nhiều năm, vẫn có uy lực cường đại như vậy. Tám bức tranh, trong đó sáu bức màu sắc rực rỡ, một bức trở nên ảm đạm, như là ảnh đen trắng, một bộ khác mất một nửa màu sắc, dở dở ương ương, cũng không biết là lúc trước chưa kịp vẽ màu, hay là nguyên nhân gì khác. Lại nhìn một hồi, không tìm được đầu mối hữu dụng gì, cũng không đợi được âm thanh của Khổng Sư tiếp tục vang lên, Trương Huyền đành phải đi vào trước một bức tranh. Muốn rời khỏi, khẳng định liên quan đến những hình vẽ này, nhất định phải nghĩ phương pháp giải quyết huyền bí trong đó. Bức này trước mắt, là một tráng hán cao lớn, tay cầm chùy sắt, lực lượng cường đại. Mang theo trần trừ, ngón tay đưa tới đụng một cái. Vù vù, cả người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một vùng hoang dã bát ngát. Nơi này, toàn thân trở nên trắng, không có cỏ xanh, không có thảm thực vật, cũng không có bức tường, tựa như trong mộng hư ảo. Động thủ đi. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy người trong bức họa vừa rồi, đang tay cầm hai cái chùy sắt to lớn, lạnh lùng nhìn qua. Ta đây là, đi vào bức tranh. Trương Huyền ngẩn ngơ. Vị này chính là người trong bức họa, không nghĩ tới đụng chạm, bản thân cũng đi vào bức tranh, thành một bộ phận trong đó. Tại sao ta phải động thủ? Thấy người đối diện đằng đằng sát khí, Trương Huyền cau mày. Mình cũng không biết vì sao sẽ đi vào bức tranh, động thủ. Tại sao phải động thủ? Không động thủ, thì bị vây ở chỗ này, đừng nghĩ đi ra ngoài. Tráng hán tay cầm xong chùy mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chùy sắt múa ra tiếng gió nghiền ép xuống. Còn chưa tới trước mặt, toàn thân Trương Huyền đã cứng đờ, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thực lực của người trong bức họa, vậy mà vượt qua ngụy thần cảnh đỉnh phong trước đó tự bạo kia, thậm chí so với Khổng Sư chỉ mạnh không yếu. Thần linh. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được, người trước mắt này, cho dù không phải thần linh chân chính, cũng không kém nhiều. Bàn tay giơ lên. Vừa định tế trường kiếm ra, lúc này mới phát hiện, chữ vật giới chỉ cùng tinh thần mất đi liên hệ, mà lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh chùy sắt giống đối phương như đúc. Không nghĩ tới trong bức tranh còn hạn chế vũ khí, da mặt Trương Huyền co lại, vẻ mặt khó coi. Không có chuyên môn tu luyện qua loại binh khí chùy sắt này à. Hắn luyện qua kiếm pháp, thương pháp, đao pháp, nhưng chưa tiếp xúc qua chùy sắt, cũng không có sử dụng qua. Loại ý nghĩ này còn không có hiện lên ở trong óc, đối phương đã đi tới phía trước, chùy sắt xen lẫn thanh âm nổ to, phá không mà xuống. Chùy sắt tấn công, lực lượng là quan trọng, chiêu số không có nhẹ nhàng như kiếm pháp, nhưng lại cho người ta cảm giác không thể không ngăn cản, mà không cách nào ngăn cản. Lui về phía sau một bước, tránh thoát công kích, trong lòng Trương Huyền lo lắng. Chỉ có thể hiện tại đi học. Phương pháp chiến đấu như thế này, dù hiện tại không biết. Nhưng từ danh sư đại lục đến thượng thương, bí tịch liên quan tới loại vũ kỹ này, nhìn không biết bao nhiêu, cho tới nay đều dự trữ ở trong thư viện, không có học tập mà thôi. Trong tranh chỉ có thể sử dụng thứ này, không bằng học tập thoáng cái. Chính xác. Tất cả bí tịch liên quan tới chùy sắt hội tụ vào một chỗ, tinh thần khẽ động. Một bản thư tịch mới tinh xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng điểm một cái, kiến thức chảy vào trong óc. Tuy thường xuyên dùng thư viện sẽ sinh ra khí thể màu đen, nhưng thời khắc nguy cấp, cũng không lo lắng được nhiều như vậy. Những cái kia, về sau có thể nghĩ biện pháp giải quyết, bây giờ không cần mà nói, làm không cẩn thận sẽ bị kẻ trước mắt này đập chết. Phong tỏa thiên đạo ở đây, chỉ là không cách nào dò xét vật phẩm khác thiếu hụt mà thôi, thư tịch ẩn chứa trong đó, muốn hình thành công pháp chính xác vẫn rất dễ dàng. Một bên né tránh, một bên học tập, mấy hơi thở sau. Thiên đạo chùy pháp dung hội quán thông, biến thành kiến thức của mình. Sau khi tìm hiểu chùy pháp, khí tức trên người Trương Huyền đột nhiên biến đổi, cả người giống như biến thành trường kiếm ra khỏi vỏ, trong sắc bén mang theo lạnh lùng. Bành 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 bành, chùy sắt cùng chùy sắt va chạm, gan bàn tay Trương Huyền hơi tê tê, bất quá đối phương cũng không chiếm được tiện nghi, tấn công cũng không có nhanh chóng như vậy. Đánh xuống như vậy, chân khí hao hết, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Dù đối phương chỉ là nhân vật trong tác phẩm hội họa,
nhưng lực lượng có thể so với thần linh, sau khi tấn cấp, hắn có thể chống lại, nhưng muốn chiến thắng, không dễ dàng như vậy, ngược lại một mực tiếp tục nữa, sẽ bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà thất bại. Dù sao nhân vật trong bức họa, chỉ cần ở trong bức họa, sẽ giống như động cơ vĩnh cửu, lực lượng vô cùng vô tận, bản thân thì không giống, tích lũy lại mạnh mẽ, cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Chùy pháp của đối phương, so với thiên đạo chùy pháp của ta còn cao minh hơn, nếu như có thể hòa vào võ kỹ của ta, hẳn là có thể chiến thắng. Một ý nghĩ xông ra. Tuy hắn học tập thiên đạo chùy pháp, có thể so sánh với đối phương, nhưng vẫn kém một tia, muốn chiến thắng, không có đơn giản như vậy. Trừ khi triệt để học được chiêu số của đối phương. Sau đó cả hai dung hợp, sáng chế võ kỹ càng cường đại hơn. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không dám do dự, vội vàng nhìn sang. Hô 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 hô, truy sát của đối phương tiếp tục nghiền ép, Trương Huyền ghi nhớ mỗi một chiêu số. Liên tục chiến đấu trăm chiêu, lông mày nhíu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Truy pháp của hắn, hết thảy chỉ có 12 chiêu, chiêu số khác vậy mà đều là những chiêu này thuế biến và diễn hóa. Hết chương 3730. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.